đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 5201 tới 5205 Ngươi là ai? Bác Vương uy nghiêm đáng sợ nói, năm lần bảy lượt dùng cửu đệ của bọn họ nói đùa, thật quá mức. Hơn nữa, tại sao lại mạnh như vậy? Lăng Hàng cười ha ha một tiếng, nói, tốt rồi, không đùa với các ngươi, của cửu đệ các ngươi bị ta không cẩn thận giết chết, các ngươi có thể đem thêm hắn vào danh sách tử vong được rồi. Cái gì? Bác Vương giật mình, hắn nghi ngờ nhìn Lăng Hàng. Nếu như nói, trước đó chẳng qua là quá mức, như vậy, đánh giết cửu vương chính là tội lớn ngập trời. Cùng là môn hạ đại đế, làm sao ngươi dám? Hừ, trước tiên bắt ngươi lại, sau đó chậm rãi thẩm vấn ngươi. Bác vương xuất thủ bắt lấy lăng hàng. Ông, bạch ngân chiến giáp giao phó cho hắn lực lượng cường đại, một kích mang theo quy tắc sôi trào, còn có một loại sức mạnh huyền diệu gia trì lên người của hắn. Lăng hàng không quan trọng, hắn tùy tiện đánh ra một kích. Bành, bác vương bị đánh nằm sấp trên mặt đất ngươi bác vương bật dậy hắn hoảng sợ nhìn lăng hàng lộ ra vẻ kiên dè quá mạnh đây là thực lực vương bài lão đại bác vương lớn tiếng kêu lên dường như chúng ta bị vương bài môn hạ của đại đế để mắt tới ồ nam tử trước đó phân phó bác vương xuất chiến thoát ly chiến đấu hắn đứng ở bên người bác vương hắn chính là đệ nhất môn đồ của Thanh Long Đại Đế, Lưu Vũ Hạo. Lão Đại, tại sao ngươi vô thanh vô tức chạy đi? Móa, chúng ta áp lực như núi. Năm người còn lại kêu lên, chiến đấu với nhiên hỏa thạch thú nghịch chuyển, hung thú đánh bọn họ, bại lui liên tục. Không sao, trong thời gian ngắn không chết được. Lưu Vũ Hạo thờ ơ nói, đôi mắt của hắn nhìn chầm chầm vào lăng hàng. Ngươi rất lạ mắt, rốt cuộc là ai? Lăng hàng đầy kinh ngạc, hắn kêu lên, đại ca, ta là cửu đệ của ngươi. Em gái ngươi. Bác Vương trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi cũng nói đã giết cửu Vương, hiện tại lại giả mạo lão cửu, ngươi xem chúng ta là khỉ hay sao? Vương bài trong môn hạ đại đế tuyệt đối không có ngươi. Lưu Vũ Hạo từ tốn nói, sau đó sững sờ. Hẳn là, ngươi đến từ tầng thứ hai. 36 tôn thần thú mỗi chín người một tổ, thủ vệ vực sâu nguyên thủy, mỗi một tổ một tầng, tầng, tầng xâm nhập. Giống như chân long đại đế, thanh loan đại đế đều thuộc tầng thứ nhất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cường giả xa lạ, như vậy trừ tầng thứ hai ra, còn có giải thích nào khác hay sao? Ách, gia hỏa này cũng thật là mạnh liên tưởng lực, không phải là đường tứ thủy dạng này thuộc tính, cưỡng ép tự bào chữa, vĩnh viễn không bị diệt khẩu hình. Lăng hàng cười to, sai, sai, Ta không phải đến từ bên trong, mà là bên ngoài." Cái gì? Lưu Vũ Hạo cùng Bác Vương đồng thời khiếp sợ. Người đúng là người đến từ bên ngoài. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều lộ ra sát ý đáng sợ. Bọn họ tọa trấn ở đây, thường ngày đều tu luyện và giám sát đào quán, mà sứ mệnh chân chính mang là diệt sát tất cả kẻ đến từ bên ngoài. Nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng, bọn họ chưa từng gặp được kẻ bên ngoài cũng không đặc biệt, này vào trong lông. Vào lúc này, thế mà thật có kẻ bên ngoài đi vào. Đối phương tới đây thế nào? Phải biết, không có chiến giáp đặc thù bảo vệ, đừng nói chuyến đấu ở nơi này. Cho dù đứng được cũng là chuyện vất vả. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những bình an đến đây, thậm chí còn cướp được một bạch ngân, chiến giáp. Ngươi giết lão cửu. Lưu Vũ Hạo uy nghiêm đáng sợ hỏi nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không muốn giết hắn. Lăng Hàn cười nói, ta cởi chiến giáp của hắn ra, kết quả gia hỏa này bị đè ép thành bã vụn, ngay cả cộng lông cũng không, còn thừa. Khốn kiếp, không có chiến giáp bảo vệ, dù là người nào cũng phải chết. Lưu Vũ Hạo cùng bác Vương đồng thời kêu lên. Chuyện ngu ngốc này không phải là thường thức hay sao, làm hại bọn họ đều nói tục. Lăng Hàn khó chịu, tức giận nói, ta ghét nhất người khác mắng ta. Hừ, không chỉ mắng ngươi, còn muốn giết ngươi. Lưu Vũ Hạo lao tới, nắm tay hóa quyền tấn công Lăng Hàn. Người này rất bất phàm, tu vi thánh nhân cửu tinh, mà chiến lực lại đạt tới tam thập tinh. Dù có chiến giáp tăng lên cũng không thể che giấu sự cường đại của hắn, hắn còn trâu bò hơn thế hệ, hoàng kim nhiều. Đáng tiếc là, so với lăng hàng thì hắn còn kém rất xa. Lăng Hàng tùy ý đấm ra một quyền, bành, Lưu Vũ Hạo bị đánh bay, bay thẳng về phía năm người kia và nhiên hỏa thạch thú. Hắn rất bất ngờ, không ai ngờ tới nhiên hỏa thạch thú lại vung móng vuốt đập tới và dẫm Lưu Vũ, Hạo dưới chân. Chuyện này, nhiên hỏa thạch thú chiến lực kinh khủng bực nào, bảy người bọn họ liên thủ chỉ có thể mài chết hung, thú, hiện tại Lưu Vũ Hạo bị đạp xuống đất, lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Ngang. Lúc này nhiên hỏa thạch thú đều hoảng hốt, tại sao có kẻ đột nhiên tới chịu chết? Hơn nữa còn là da. Hỏa tấn công nó tàn nhẫn nhất. Vừa gào, hung thú vừa dùng sức đạp xuống. Lão đại. Sáu người còn lại kêu lên, xong, người đã chết. Nhiên hỏa thạch thú nâng chân lên, chỉ thấy bạch ngân chiến giáp vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng người bên trong thê thảm không nở nhìn. Chiến giáp này có hiệu quả phòng ngự, nhưng cũng không phải là vạn năng chỉ cần lực công kích vượt qua hạn mức hấp thu cao nhất thì công kích sẽ đã thương người ban đầu với thực lực của lưu vũ hạo đủ tiêu trừ bộ phận công kích còn sót lại mấu chốt là hắn bị lăng hàng đánh bay và hôn mê hắn làm sao có thể hóa giải công kích chứ đường đường thánh nhân cửu tinh môn đồ đại đế còn là cấp bậc vương bài hiện tại bị hung thú dẫm chết quang ngươi lập tức ánh mắt sáu người còn lại nhìn lên thân lăng hàng đôi mắt sắp phun ra lửa lăng hàng cười một tiếng hắn duỗi ngón tay nhắc nhở các ngươi chú ý đầu hung thú kia còn chưa ăn no ngang nhiên hỏa thạch thú rống to nó đã xông thẳng vào đám người nhị vương các ngươi không phải rất mạnh hay sao đến tiếp tục mạnh đi kẻ mạnh nhất đã bị nó giẫm chết còn lại ha ha không chịu nổi một kích Sáu tên môn đồ đại đế vội vàng dựng lại chiến tuyến ngăn cản hung thú, nhưng bọn họ lại sợ hãi, nguyên nhân sau lưng còn có sát tinh đáng sợ hơn. Mạnh như Lưu Vũ Hạo còn không địch lại một quyền của đối phương, nếu gia hỏa này nhân cơ hội tấn công thì sao? Trước có Nhiên Hỏa Thạch thú, sau có Truy Mệnh Sát Tinh, bọn họ làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười hắc hắc, quả quyết xuất thủ làm loạn. Bành, một người bay đi vừa vặn bị nhiên hỏa thạch thú dẫm dưới chân trực tiếp nghiền chết lại chết một năm người còn lại vừa sợ vừa giận nhưng lúc này không thể dừng lại bằng không bọn họ sẽ bị nhiên hỏa thạch thú đoàn diệt nhưng bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi làm sao bây giờ làm sao bây giờ hư 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 lăng hàng không ngừng xuất thủ hắn ném đám môn đồ đại đế còn lại về phía nhiên hỏa thạch thú người nào cũng bị dẫm chết lăng hàng không có trực tiếp ra tay giết người hắn đang cân nhắc sẽ lộ ra sơ hở đây chỉ là luận võ trừ một ít tông môn biến thái ra sẽ không ai cho phép tàn sát đồng môn cho nên nếu những người này chết trong tay của hắn vậy khẳng định sẽ dẫn tới điều tra nơi này có một vị đại đế tọa trấn lăng hàng làm sao có thể mạo hiểm như thế hắn chỉ có thể mượn đao giết người mà thôi kể từ đó Mặc dù người chết có phần quỷ dị nhưng mỗi người lại chết trong tay nhiên hỏa thạch thú, chỉ cần tiêu diệt nhiên hỏa thạch thú là không còn chứng cớ. Nhiên hỏa thạch thú ngây người, tại sao đám người này chủ động đi lên cho nó đánh chết? Chẳng lẽ, thực lực của nó lại mạnh lên rồi? Hung thú bắt đầu để mắt tới lăng hàng, chỉ còn lại một người. Ui uy uy, ta có ân cứu nửa cái mạng của ngươi đấy, ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Lăng hàng cười nói nhân loại này không sợ mình. Nhiên hỏa thạch thú do dự, nhưng không phải bởi vì cảm kích lăng hàng, mà là nhân loại này sâu, không lường được. Nó chỉ có trí tuệ không đủ chứ không ngốc. Thế nhưng mà, nó đã giết bảy người, nó cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ngang! Nó gào thét lớn và lao về phía lăng hàng. Ai? Lăng hàng lắc đầu, hắn xuất quyền ngăn cản, bành. Một người một thú va chạm với nhau, năng lượng hóa thành sóng lớn bao phủ bốn phía. Chỉ thấy nhiên hỏa thạch thú bị hất bay đi, nó đụng vào vách tường, sau đó lại bắn ngược trở về, trên, tường còn lưu lại cái hố to. Hung thú bò dậy, nó cảm thấy đầu óc nặng nề. Lăng hàng kinh ngạc, hung thú đúng là da dày thịt béo, trong một kích này, hắn trừ không dùng năng, lượng hủy diệt cùng trùng sáng đại đạo ra, lực lượng và quy tắc vẫn bảo tồn, nhưng một kích như thế, lại không thể miễu sát hung thú. Ngươi da dày thịt thô. Hắn cười nói. Khẳng định cảm giác không tốt. Hắn bình luận từ góc độ chuyên nghiệp. Ngang. Đầu hung thú kia giận dữ, Nhưng loại nhỏ bé dám dẻo cật nó. Dết. Nó lập tức xông lên tấn công lan hàng, bành, nó bị đánh bay ra ngoài lần nữa, nặng nề đụng vào, vách tường, lúc này nó đầu choáng mắt hoa. Hai lần không địch lại, nhiên hỏa thạch thú cũng cảm thấy khủng hoảng, tự tin của nó cũng biến mất. Nhân loại quá mạnh, nó không phải là đối thủ. Chạy Nhưng vấn đề là, nhân loại đã ngăn chặn đường đi của nó, muốn chạy trốn, nó phải vượt qua đối, phương. Vì mạng sống, liều mạng. Nó xông thẳng về phía lăng hàng, nhưng mục kích này không phải đánh bại nhân loại, mà là muốn bứt, đuôi lăng hàng, sau đó đi vòng qua. Đáng tiếc Chuyện này là hy vọng xa vời. Bành. Lăng hàng xuất quyền đánh nhiên hỏa thạch thú bay ra ngoài. Hắn hời hợt, hoàn toàn không cần dùng toàn lực, lúc này đánh nhiên hỏa thạch thú tan vỡ, nó cũng hoài nghi thú sinh. Trong vực sâu nguyên thủy, nó cũng có thể xem như vương giả. Thế mà bị một tên thánh nhân đánh tới, tình trạng như vậy, nó không hoài nghi thú sinh hay sao? Nhưng mà, nó không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ vấn đề này, Lăng Hàng đã xuất thủ toàn lực đánh, chết hung thú, hắn cũng cắt đầu hung thú xuống. Ở chỗ này, trọng lực quá lớn, pháp khí không gian cũng bị vỡ, cho nên, Lăng Hàng không cách nào thu, cái đầu to này vào pháp khí không gian. Hơn nữa, đây chính là đầu thánh thú, cũng không thể tùy tiện thu nhỏ. Xem như xong, nhưng việc này cũng để lộ thực lực của Lăng Hàng ra ngoài. Cho nên, vậy thì phiền toái một chút hắn cứ vác đi là được ân nên bố trí lại một chút lăng hàng xử lý hiện trường sau đó hắn tạo dựng hiện trường đội ngũ liều mạng với nghiên hỏa thạch thú nhưng trả cái giá là mọi người đều chết đối với người ở nơi này lăng hàng không có lòng thương hại bọn họ không khác gì đế tử sa đọa hắn theo đường cũ trở về a à, còn chưa đi bao xa đã phát hiện một người nhìn thấy hắn vác cái đầu lâu hỏa diễm kia người kia đầu tiên là sững sờ sau đó hắn mừng như điên chờ một chút lăng hàng duỗi tay ra nếu như ngươi muốn nói giao đầu nhiên hỏa thạch thú cho ngươi vậy ngươi không cần mở miệng mẹ nó người kia buồn bực lời này chính là lời hắn muốn nói hiện tại hắn cảm thấy rất khó chịu hừ ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ thả ngươi rời đi người kia lạnh lùng nói hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường ta chính là môn hạ chân long đại đế cửu phương ngươi là người phương nào lăng hàn báo danh hiệu ra đầu tiên môn hạ đằng xà đại đế thất đệ tử từ cao đối phương đáp lại ân lại biết rõ thêm một một đầu thần thú ngươi liền không sợ đánh không lại ta sao lăng hàn cười hỏi từ cao rung lên lăng hàn vác đầu của nhiên hỏa thạch thú điều này nói rõ cái gì đối phương có thể giết được mảnh thú như thế. Phải biết, loại hung thú này vô cùng đáng sợ, cho dù là vương bài xuất thủ cũng cần bỏ cái giá tương đối, lớn mới có thể tiêu diệt, nếu không cũng không dùng làm đạo cụ đào thải. Cho nên, thực lực của đối phương không đơn giản. Nhưng mà, cửu môn đồ của chân long mạnh như thế hay sao? Môn đồ của chân long đại đế, không phải lưu vũ hạo sao? Nghĩ như vậy, hắn lại không sợ, nghĩ đến đầu hỏa thạch thú này khẳng định là tất cả môn hạ chân, Long cùng chém giết, mà không biết vì nguyên nhân gì, đầu thú lại rơi vào tay người nọ. Ha ha, chẳng phải đưa cho hắn món hời lớn hay sao? Bại ngươi. Dễ như trở bàn tay. Hắn cao ngạo nói. Lăng Hàn nói, ngươi xác định. Đương nhiên. Từ cao bước tới tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn lật tay một cái, quanh lập tức áp lực đáng sợ đánh thẳng về phía từ cao bành từ cao bị đánh nằm sấp trên mặt đất chỉ cảm thấy trên người như bị vô số tinh cầu nện vào người hắn không cách nào động ngón tay hắn hoảng hốt đây là thực lực gì mạnh đến mức dọa người lăng hàn nói chẳng lẽ ngươi không biết trước đó ta biến mất mấy vạn năm ta bị thiên địa phong bạo vây khốn lại ngoài ý muốn nhận được rất nhiều vật chất thủy nguyên cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng chiến lược lại tăng vọt vô số lần. Hắn đang cưỡng ép giải thích cho mình, bằng không một môn đồ có thực lực vượt qua vương bài. Chuyện này người ta làm sao tin nổi? Từ cao không tin cũng phải tin, nếu không, giải thích đối phương cường đại thế nào? Nếu dám khiêu khích ta, vậy thì phải trả giá đắt. Lăng hàng muốn cởi chiến giáp của đối phương ra. Từ cao sợ tái mặt. Tại sao muốn cởi quần áo của hắn? Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Lăng Hàng muốn cướp chiến giáp của hắn. Chẳng lẽ, gia hỏa này, đúng, biến thái. Lúc này hắn đổ mồ hôi như mưa. Móa, ngươi nghĩ lung tung cái gì? Lăng Hàng tát một cái, ánh mắt ai oán của từ cao làm hắn chán ghét. Lăng Hàng vẫn dừng tay. Mỏ nơi này bị đào rỗng, cho nên trọng lực cực kỳ lớn. Nếu có bạch ngân chiến giáp bảo vệ, bảo đảm từ, cao sẽ bị ép thành cạn bã. Như vậy, đây chính là có ý định giết người. Ai, vì tiên dược thủy nguyên, ta nhịn. Lăng hàng đứng lên, hắn tiến lên phía trước. Lúc này từ cao mới thở vào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. May mắn gia hỏa này dừng cương trước miệng vực, bằng không hắn thảm rồi. Lăng hàng ca hát đi ra ngoài. Có thực lực hắn tự tin như vậy a à, nhiên hỏa thạch thú phía trước lại xuất hiện người khác không nhìn thấy lăng hàng trước hắn phát hiện đầu của nhiên hỏa thạch thú trước không có biện pháp đồ chơi này quá chói mắt là môn hạ của ai người kia quát đệ nhất đại đế môn hạ chân long lăng hàng bắt đầu kéo thù hận hừ mặc dù chân long đại đế cường đại nhưng không thể nói là đệ nhất người đối diện tức giận chu yếm đại đế mới là mạnh nhất nói hưu nói vượng lăng hàn quả quyết nói sư phụ gì dạy dỗ đồ đệ gì chúng ta tới so tài một chút người nào thắng chứng minh đại đế đó mạnh hơn ách có thể so hay sao người kia do dự bạn nhất chính mình bị thua khi đó phải thừa nhận chân long đại đế mạnh hơn chu yếm đại đế sao ha ha không dám phải không lăng hàn cười nói là sợ ngươi thua đổi ý. Người kia vội vàng cười nói, hắn lập tức giết tới. Bành! Lăng hàng đá ra một cước, cũng đá đối phương bay ra ngoài. Đôi mắt người kia khiếp sợ, tại sao lại mạnh như thế? Hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại biết rõ chân long đại đế trâu bò chưa? Lăng hàng cười nói. Người kia cắn răng, không có phủ nhận. Ai bảo hắn thua? Ngươi là ai? người này tuyệt không phải môn hạ thủ đồ của chân long đại đế mặc dù hắn cũng không nhận ra tất cả môn đồ đại đế nhưng hắn chắc chắn biết rõ vương bài cửu vương lăng hàn cười nói không có khả năng người kia không thể tin được lăng hàn lại cưỡng ép giải thích một lần không sai mặc dù ta bị thiên địa phong bạo vây khốn mấy vạn năm lăng hàn tin tưởng sau này có gặp thêm người khác thì hắn không giải thích cái gì Người kia hết sức buồn bực, nhưng căn bản không có liên tưởng lăng hàng và kẻ bên ngoài. Nguyên nhân chỉ có đại đế mới có thể tiến vào nơi này, thánh nhân đi vào chỉ một con đường chết, cho, nên, đây là một nghịch lý, nếu không lấy được chiến giáp thì không thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, lại làm sao có khả năng xuất hiện trước mặt hắn. Lăng hàng rời đi lần nữa, cũng không lâu lắm, hắn lại gặp kẻ cản đường ăn cướp, bị hắn giáo húng một, lần sau đó nói chuyện kỳ ngộ của mình sau gần nửa ngày lối ra nằm ngay trước mặt nhưng mà nơi này có một tổ bảy người bọn họ rõ ràng là một đám và ngăn cản đường đi còn kém viết hai chữ ăn cướp trên mặt phía trước là môn hạ vị đại đế nào lăng hàn dành hỏi trước ha ha ngay cả chúng ta vương bài an hà minh cũng không nhận ra một người lập tức kêu lên chúng ta chính là môn hạ bạch trạch đại đế cũng không phải mỗi đại đế đều thu chính đồ đệ, bọn họ chỉ có 7 người, thủ đồ An Hà Minh, vương bài dưới trướng bạch trạch đại đế. Trên thực tế, cũng không phải thủ đồ chính là vương bài, mà là sau khi trở thành vương bài sẽ tự thăng cấp thành thủ đồ. An Hà Minh trước kia cũng không phải là thủ đồ, nhưng sau khi hắn thể hiện ra thiên phú xuất chúng, hắn được phong làm vương bài, cũng leo lên vị trí thủ đồ. Lăng Hàng bắt đầu kéo thù hận, ta chính là người của đệ nhất đại đế, môn hạ chân long, cửu vương. Phi Hắn tự giới thiệu có lực kéo thù hận rất mạnh, cao ngạo như An Hà Minh cũng không vui. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như thế, thời điểm tự giới thiệu còn vuốt. Mông ngựa, thuận tiện dèm pha các thần thú khác. Đệ nhất đại đế. Ai phong? Lão cửu, ngươi quá khoa trương hay sao? Hừ nếu chân long đại đế biết rõ, hắn sẽ không cho phép ngươi làm vậy. Không nên mông ngựa không thành lại vuốt nhầm chân ngựa, khi đó sẽ có tai họa giáng xuống. Bảy người kia lạnh lùng nói. Lăng hàn cười, chân long đại nhân nhà ta chính là đệ nhất, các ngươi không phục. Ta sẽ đánh các ngươi phục. Mọi người đều ngo ngoe muốn động, chỉ là cửu đồ, có gì mà kiên kỵ. An Hà Minh nhíu mày. Người này có cổ quái, có thể đánh giết nhiên hỏa thạch thú như vậy khẳng định là lực lượng đoàn đội nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình lăng hàng môn đồ khác của chân long đại đế ở đâu đây có phải là mồi nhữ cố ý hấp dẫn bọn họ xuất thủ sau đó mai phục tấn công bọn họ không thể không nói lăng hàng một người xuất hiện cũng quá to gan lớn mật hơn nữa còn vác đầu nhiên hỏa thạch thú quả thực chính là dẫn dụ người khác ăn cướp không hợp với lẽ thường như vậy sẽ có lừa dối lão tứ ngươi đi điều tra an hà minh phân phó đúng một người lập tức lên tiếng trả lời sau đó hắn hóa thành trong suốt và biến mất lăng hàn cũng không vội mà động thủ chỉ nói nhảm với sáu người đối diện tận lực quán thâu lý niệm chân long mạnh nhất không ngừng kéo thù hận hắn trời sinh mang hào quang thù hận hiện tại lại chủ động kéo thù hận cho nên rất đạt tiêu chuẩn Lão đại, ta không nhịn được muốn xuất thủ. Lão đại, ta cũng muốn thỉnh chiến. Mọi người quần tình sụp sôi, cả đám đều sôi trào. An Hà Minh không nhịn được, nhưng vừa mới bảo lão tứ đi thăm dò xem tình huống có mai phục hay không, cho nên hiện tại cũng phải nhẫn. Đóng hai lỗ tai lại, đừng nghe. Hắn nói ra một đối sách. Đúng. Năm người còn lại đóng tai lại, với tu vi thánh cấp của bọn họ, Chuyện này chỉ là chút lòng thành. Một lúc sau, lão tứ đi điều tra trở về, hắn nói, "Lão đại, không có mai phục." A. À, hắn sững sờ, sáu người kia ngây ngốc, bọn họ mắt điếc tai ngơ. Chuyện này, thật là đáng sợ. Hắn mới rời khỏi một lúc, sáu người lão đại đã bị giải quyết trong vô hình. Nghĩ đến chuyện này, hắn đổ mồ hôi lạnh như thác nước. Người nói cái gì? an hà minh lại hỏi chuyện làm lão tứ ngây người tình huống như thế nào chúng ta đang ở thời gian khác nhau hay sao hay giữa chúng ta xuất hiện không gian đứt gãy từ đó làm âm thanh trì hoãn thật lâu lão tứ ngươi mới vừa nói cái gì tứ ca ta không nghe thấy ngươi nói gì những người khác cũng kịp phản ứng nhao nhao hỏi chuyện này lão tứ càng chấn kinh rốt cuộc tình huống như thế nào Hắn nghĩ tới, mấy người lão đại bởi vì chịu không được lăng hàng kỹ kỹ oai oai, không thể không bịt tai, lại, đương nhiên nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng mà, hắn xác nhận tin tức không có mai phục, đám người An Hà Minh bốc lên chiến ý hừng hực. Không có mai phục, lúc này có thể ra tay thống khoái. Hừ, gia hỏa chuyên kỹ kỹ oai oai kia, mặc dù không thể giết người, nhưng bọn họ phải giáo huấn hắn một lần, bành bành bành, cả đám lao lên tấn công. Lăng Hàng rất muốn đánh bại tất cả bọn họ, nhưng mà, liền vương bài cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Thì làm sao giải thích chân long một mạch trừ hắn ra, toàn bộ đều tử trận. Hắn có thể mạnh, nhưng không thể quá mạnh, chuyện này mới phù hợp cách nói chỉ có hắn chạy trốn. Được rồi. Lăng Hàng thở dài, hắn đại chiến với bảy người. Hắn không có toàn lực ứng phó, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể qua lại tự nhiên trong đám người chuyện này làm cho đám người an hà minh vừa giận vừa thẹn bọn họ bảy người liên thủ nhưng không thể làm gì lăng hàng trên thực tế gia hỏa này cũng không phải rất mạnh hắn lại không thành thật mặt ngươi thực lực cao hơn không đánh trúng người ta thì có biện pháp gì không chơi với các ngươi lăng hàng cất tiếng cười dài hắn bắt đầu phá vây ngươi trốn không thoát an hà minh cười lạnh mang theo đầu thú lớn như thế ngươi còn muốn từ phá vây đúng là không đặt bọn họ vào mắt khốn kiếp khóe miệng của hắn run rẩy chỉ thấy lăng hàng đã thành công phá vây rõ ràng còn vác cái đầu thú lớn nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh một ngựa tuyệt trần làm cho đám người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này cuối cùng đây là quái thai gì đuổi theo bảy người đều nổi giận nếu việc này truyền ra, bọn họ còn làm người thế nào? Đừng nói chỉ là môn hạ thứ chính của chân long, cho dù là vương bài cũng không thể để đối phương tới, lui tự nhiên như thế. Nếu không, bọn họ sẽ phải thừa nhận cách nói của lăng hàng, chân long chính là đệ nhất đại đế, ít nhất cũng mạnh hơn bạch trạch đại đế. Bọn họ không ngừng tiến lên, dù thế nào cũng phải đánh bại gia hỏa này. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ không thể so với lăng hàng khi bọn họ đuổi theo ra khỏi quặng mỏ chỉ thấy lăng hàng đã ngừng lại cũng tháo đầu thú xuống bên cạnh lão thánh nhân diện mục hiền lành dường như đang mỉm cười yêu thích lăng hàng lão thánh nhân xem ra đây là lăng hàng trạch tâm nhân hậu nhận được hồi báo ngươi xem hắn khiêm tốn lễ nhượng kết quả còn là người đầu tiên mang đầu nhiên hỏa thạch thú ra ngoài không phải thiên địa đại đạo chúc phúc hay sao chuyện này bị đám người an hà minh biết rõ mỗi người khẳng định sẽ phun máu tươi gia hỏa này còn khiêm tốn lễ nhượng hắn là kẻ nói chuyện tức chết người khác lão thánh nhân cũng hết sức tò mò hỏi ngươi làm sao chém giết nhiên hỏa thạch thú điều này cũng làm cho đám người an hà minh hiếu kỳ đúng thế lăng hàng làm thế nào chính là vương bài xuất thủ cũng cần người phụ trợ từ từ mài chết nhiên hỏa thạch thú nếu không cho dù đắc thủ bản thân cũng phải trả giá rất lớn nhưng nhìn lăng hàn hắn không bị thương lăng hàn lập tức thay đổi dáng vẻ bi thương nói ngài cũng biết rõ ta đi vào muộn đang đuổi theo hội hợp với những sư huynh khác các sư huynh đã khai chiến với hung thú ta đi muộn một bước các sư huynh trải qua huyết chiến chém giết hung thú thoi thóp nhưng các sư huynh bọn họ đều chết trận ồ lão thánh nhân và đám người an hà minh đều mở to mắt khốn kiếp vì tranh tài mà mất mạng t tại sao có người ngốc như thế lão thánh nhân muốn tiến vào trong hầm mỏ tìm tòi hư thực nhưng nghĩ tới chính mình còn gánh vác chức vụ trọng tài hắn không thể rời đi đành phải áp chế xúc động hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ đến khi tranh tài kết thúc lại đi vào tìm tòi người chết rồi xảy ra chuyện lớn ba ngày sau tất cả vương bài mang theo dầu nhiên hỏa thạch thú ra ngoài không có cách, nhiên hỏa thạch thú rất mạnh, nếu truy cầu giết nhanh, khi đó sẽ trả cái giá thảm, trọng. Sau khi lão thánh nhân danh sách tuyên bố tứ cường, hắn lập tức lao vào trong hầm mỏ. Những người khác cũng bởi vì tò mò mà theo vào. Quả nhiên, bọn họ thấy thi thể bảy người, rất rõ ràng, đều bị nhiên hỏa thạch thú giẫm chết. T. Trận chiến đấu này tàn khốc cỡ nào? Mặc dù tiên dược thủy nguyên rất trân quý, nhưng vì thế mà bỏ đi tính mệnh, như vậy không có lời. Vì cái gì không chậm rãi mài chết. Lăng hàng thích hợp bổ đao, đều là mấy vị sư huynh bảo vệ ta, nghĩ sớm đánh chết nhiên hỏa thạch thú, tránh bị những đội ngũ, khác cướp được. Cho nên, vì không cho các sư huynh chết uổng phí, ta nhất định phải cầm vị trí đệ, nhất. Nếu như đại hắc cậu ở đây, nó khẳng định sẽ giơ ngón cái với lăng hàng. Không biết xấu hổ như vậy, đã có một nửa trình độ của lão hắc ta mọi người nhìn nhau mặc dù lăng hàng nói thật rất có đạo lý nhưng vì cái gì bọn họ nghe có cảm giác là lạ tranh tài kết thúc nhưng môn hạ chân long đại đế chết sạch chuyện như thế sẽ bị điều tra dù sao chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra điều tra thì điều tra tranh tài vẫn phải tiếp tục thành viên tứ cường đã có tiếp theo sẽ rút thăm lăng hàng rút được đối thủ đầu tiên là vương bài lạc dịch tinh hiểu môn hạ của chu yếm đại đế đó là thanh niên phong độ nhẹ nhàng thời điểm trong thành hắn mặc áo bào trắng đầy phong nhã hai trận đào thải chiến đồng thời tiến hành bên thắng sẽ tiến vào quyết chiến cuối cùng không có lề mề ở chỗ này coi trọng nhất chính là hiệu suất sư đệ mời lạc dịch tinh hiểu mỉm cười hiện tại hắn đã mặc bạch ngân chiến giáp có chiến giáp này hay không sẽ là hai tầng chiến lược khác nhau lăng hàng cười ha ha hiện tại ta chính là đại đệ tử môn hạ của chân long đại đế vương bài môn hạ của chân long đại đế không kém gì ai ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh mới tốt mẹ nó lạc dịch tinh hiểu suýt thổ huyết ta chỉ khách khí với ngươi hơn nữa ngươi là cửu đồ của chân long ta gọi ngươi một tiếng sư đệ không đúng sao tại sao ngươi có tư cách cao cao tại thượng ngươi luận bàn hay chọc tức người khác chẳng lẽ ngươi có tâm tình tiêu cực làm người ta tức giận là có thể giúp ngươi tăng lên tu vi hối đoái bảo vật sao cái gì cũng có trước sau lạc dịch tinh hiểu nói sư đệ cho dù ngươi thành đại sư huynh môn hạ của chân long đại đế ta gọi ngươi một tiếng sư đệ cũng không sai lời này không đúng các đại đế đều ngồi ngang hàng mọi người đều là vương bài, vì cái gì ta lại là sư, đệ. Lăng Hàng lại biện luận. Lại nói, chân long đại đế một đời vô địch, chính là mạnh nhất. Uy uy uy, tại sao ngươi bắt đầu kéo thù hận? Lạc dịch tinh hiểu áp chế hỏa khí, sư đệ, lời này của ngươi không đúng, các vị đại đế đều có thể trấn áp thiên hạ, làm gì có chuyện ai, cao ai thấp. Nghe hai người tranh luận kịch liệt, tất cả mọi người đều muốn ói các ngươi đến luận bàn luận võ hay tranh luận khẩu tài. Lạc dịch tinh hiểu, ngươi cũng quá tích cực. Cần gì xoắn suýt vấn đề sư huynh sư đệ với hắn chứ? Nói đến tranh luận, lạc dịch tinh hiểu làm sao nói qua Lăng Hàn. Mặc kệ ngụy biện hay có ý khác, Lăng Hàn luôn có thể nói rõ ràng mạch lạc, làm cho lạc dịch tinh, hiểu càng ngày càng phát điên, trả lời một câu bình thường cũng phải trả lời 2 phút. Nếu như dùng tranh luận nói thắng thua, Lăng Hàn đã thắng, hơn nữa là toàn thắng lạc dịch tinh hiểu cảm thấy đầu như cái đấu hắn vắt hết ốc người bên ngoài đã không kiên nhẫn làm cái gì các ngươi tới biểu diễn biện luận sao lão thánh nhân làm trọng tài cũng bây giờ nhìn không nổi nữa nhắc nhở lập tức bắt đầu tranh tài không nên tranh luận vô vị thế nhưng mà hắn nói không dùng được lạc dịch tinh hiểu chính là vương bài vương bài là cái gì đệ tử mạnh nhất dưới trướng đại đế, chẳng những là thánh nhân cửu tinh, hơn nữa còn là tồn tại siêu, quần bạc tụy trong thánh nhân cửu tinh, cho nên, lạc dịch tinh hiểu cần để lão thánh nhân vào mắt, sao? Có thể làm cho vương bài ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có đại đế mà thôi. Thấy lạc dịch tinh hiểu đang suy nghĩ làm sao cải lại lăng hàng. Lão thánh nhân nhìn sang lăng hàng, nói, tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài đi. Lời này, hắn mang theo ý khẩn cầu. Lăng Hàng cười một tiếng, hắn gật đầu, xèo, hắn lao tới đánh nhau với lạc dịch tinh hiểu. Mặc dù hắn không dùng toàn lực ứng phó, nhưng chiến lực có thể xem thường. Lại nói, lạc dịch tinh hiểu đang suy nghĩ làm sao phản bác Lăng Hàng, tự nhiên bị đánh đột nhiên, hắn bắt đầu luống cuốn tay chân. Hèn hạ, ngươi rất hèn hạ. Lạc dịch tinh hiểu vội vàng kêu lên, giống như bị Lăng Hàng đánh thông suốt. Hắn vừa chống đỡ vừa, nói ngươi vô sĩ như thế, ngươi có tư cách gì làm vương bài? hắn nhìn khắp bốn phía, các ngươi đều thấy được, gia hỏa này vô sĩ như thế, nếu hắn làm vương bài, còn có vương pháp, còn có đạo lý hay không? nhưng vấn đề quá cao siêu, ít có người hiểu hắn nói gì, cho nên không có người nào để ý đến hắn. a, à, vì cái gì các ngươi như thế? hắn nói không đúng sao? lăng hàn cười ha ha, xong đánh nhau hắn không ngừng tấn công lạc dịch tinh hiểu tới tấp nắm đấm như trọng phủ mỗi đấm đều rất đáng sợ lạc dịch tinh hiểu không thể không giữ vững tinh thần đối mặt với thế công như thế hắn không thể phân tâm lập tức hai người kịch chiến may mắn đây là vực sâu nguyên thủy nếu không hai thanh nhân chiến lực vượt qua tam thập tinh đại chiến sẽ phá hư đáng sợ cỡ nào đánh nát một hai tinh vực là chuyện nhỏ a à, chuyện này tại sao lão cửu của chân long mạnh như thế đúng vậy thực lực đuổi sát vương bài không nghe nói hắn mạnh như vậy bao giờ tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ tại sao xuất hiện thiên tài có thể đuổi kịp vương bài các ngươi không biết hắn mấy vạn năm trước đi ra ngoài tìm kiếm vật chất thủy nguyên gặp được thiên địa phong bạo bị nhốt tại đó nhưng gia hỏa này cũng gặp vận may nơi hắn bị nhốt có nhiều đại dược thủy nguyên chính vì như thế cảnh giới của hắn không có biến hóa nhưng thực lực tăng lên rất nhiều lập tức có người tìm hiểu tình huống của lăng hàng người này vội vàng nói ra a à, thì ra là thế tất cả mọi người giật mình liên tục gật đầu mặc dù vẫn còn có chút ghen ghét vì cái gì chính mình không có gặp được chuyện tốt như vậy nhưng bọn họ cũng biết cho dù chất đầy vật chất thủy nguyên trước mặt bọn họ cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành vương bài Nguyên nhân vật chất thủy nguyên chỉ cho ngươi cơ hội đột phá nhưng thân thể không tịch diệt, nhưng có thể đột phá hay không cũng phải xem ngộ tính và lĩnh ngộ quy tắc thế nào. Cho nên, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, vật chất thủy nguyên có dùng, nhưng tuyệt đối không thể biến bọn họ thành thiên tài tuyệt đỉnh. Lăng Hàn có thể mạnh như bây giờ, nguyên nhân là dựa vào vật chất thủy nguyên, càng nhiều hơn chính là thiên phú bản thân hắn. Không cần Lăng Hàn đi giải thích cái gì hạt giống chôn xuống trước đó đã nở hoa tự động giúp hắn tiến hành giải thích lăng hàng thích hợp gia tăng thêm một ít lực lượng hắn dần dần chiếm thượng phong dần dần áp đảo lạc dịch tinh hiểu chuyện này làm lạc dịch tinh hiểu muốn thổ huyết cãi lại không được đánh nhau cũng đánh không lại tức chết hắn bành hắn vừa sơ sẩy hắn đã bị lăng hàng đánh trúng một chưởng đằng 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 hắn liên tục lui về phía sau ngực phập phồng giống như ngủ tạng lục phủ trong người lật người lên hắn thua lạc dịch tinh hiểu ngỡ ngàng tại sao hắn bại t hắn đang suy nghĩ làm sao đánh bại lời lẽ của lăng hàng tại sao lại bị đối phương đánh ngã ngay cả cơ hội mở miệng cũng mất hắn thổ huyết khó chịu không cách nào hình dung lăng hàng cười một tiếng hắn không tiếp tục xuất thủ một cuộc chiến đấu khác cũng khó phân thắng bại người thắng lại là một nữ tử mặc dù môn hạ của chính vị đại đế có không ít nữ tính nhưng có thể trở thành vương bài thì chỉ có một môn hạ của thanh loan mặc tử vân không có nghỉ ngơi trận chung kết lập tức tiến hành lăng hàn quan sát đối thủ trận chiến cuối cùng đây là một mỹ nhân tuyệt sắc mặc dù toàn thân bao phủ dưới bạch ngân chiến giáp nhưng mái tóc như mây như thác nước buông xuống mỗi một cọng tóc đang phát sáng dung nhan của nàng cũng tuyệt mỹ, mũi ngọc, môi anh đào, nhất là đôi mắt tràn đầy thần thái động, lòng người. Dù Lăng Hàng thường thấy mỹ nữ, lúc mới nhìn nàng cũng sinh ra rung động. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, hắn lại khôi phục tâm thần bình tĩnh. Mặt tử vân cũng đang quan sát Lăng Hàng, nàng tác chiến sân nhà, có thể thẳng tiến vào trận chung kết, cũng không hiếm lạ. Nhưng mà, nàng vạn vạn không ngờ rằng, đối thủ cuối cùng của mình lại không phải vương bài, mà là lão cửu của thành chân long. Nàng quả quyết không tranh luận với lăng hàng ai là sư huynh, sư tỷ, lạc dịch tinh hiểu chính là vết, xe đổ. Mời. Nàng lượng kiếm, kiếm dài ba thước, đen như mực, giống như hắc ám tạo thành. Lăng hàng kinh ngạc. Hắn cảm ứng khí tức hủy diệt trong thân kiếm. Có phần giống năng lượng hủy diệt, a à. Thứ này làm bằng chất liệu gì? sau khi đúc thành, dung nhập năng lượng hủy diệt. Mời. Hắn gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào thanh kiếm kia. Nhưng mọi người nhìn thấy hắn đang nhìn chầm chầm vào mặt tử vân. Quá trực tiếp. Mặc dù mặt tử vân là mỹ nữ nổi danh khu vực đầu tiên, người nhớ nhung nàng không một ngàn cũng, tám trăm, nhưng mà, người ta là vương bài, cho dù là ai cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, làm sao dám. Bộc lộ suy nghĩ khác lạ. Lăng hàng thì tốt rồi, nhìn chầm chầm vào người ta. Đồ vô sĩ. Lạc dịch tinh hiểu trách mắng, người như vậy làm sao xứng là vương bài, huống chi còn muốn cưỡi, lên đầu hắn. Mặt tử vân cũng tức giận, người này dám nhìn chầm chầm vào mình, sắc tâm thật lớn. Chúng ta đánh cược chứ. Lăng hàng đột nhiên mở miệng. Đánh cược gì? Mặt tử vân trầm giọng hỏi. Lăng hàng cười nói, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi tốt nếu ngươi thua ta lấy mạng của ngươi mặt tử vân quả quyết nói cũng cắt lời của lăng hàn a à, lăng hàn kinh ngạc ngươi nói như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy ta chỉ là muốn kiếm của ngươi cũng không phải hứng thú với ngươi hắn suy nghĩ cứ đánh thắng đối phương muốn kiếm còn không dễ dàng được lăng hàn gật đầu hắn cười tươi như hoa mọi người xem ra, đây rõ ràng là cười dâm. Vô sĩ, quá vô sĩ, thế mà dám đổ ước như vậy trước mặt mọi người, không biết xấu hổ tới cực điểm. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 5206 tới 5210. Mặt tử vân hít sâu một hơi, nàng làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó xuất kiếm. Xoát, một kiếm chém ra liền thấy một đạo kiếm khí màu đen chém về phía lăng hàng, mặc dù chỉ dài, mười trượng nhưng kiếm khí ngưng tụ, quy lực lớn kinh người. Lăng hàng cao mày, chiến lực của đối phương đạt tới tam thập tinh, nhưng một kiếm này bổ sung một, tia năng lượng hủy diệt, lập tức tăng lực phá hoại lên rất nhiều, có thể sinh ra uy năng của tam thập, nhất đến tam thập nhị tinh. Hắn không có đón đỡ, cũng không muốn lộ ra bí mật hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt. Ỷ vào bộ pháp linh động, lăng hàng cường thế tiến mạnh, muốn vật lộn cận thân. Hạ lưu, mọi người đều quát lớn. Ngươi cận thân bắt đấu cùng một nữ võ giả, không phải muốn chiếm tiện nghi sao? T. Ngươi là sắc quỷ. Cho dù là lão thánh nhân cũng lộ ra sắc mặt cổ quái, hắn rất xem trọng lăng hàng, nhưng mà, lăng, hàng biểu hiện như thế làm hắn mở rộng tầm mắt, thanh niên khiêm tốn thật tốt, tại sao lại biến thành, cao thủ sắc đạo. Mặt tử vân càng tức giận, lại dám làm nhục nàng như thế. Ngươi đáng chết nàng quát lớn sau đó tăng cường công kích lăng hàn cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ ta không thể giành thắng lợi sao làm sao lại biến thành đáng chết ai đều là nữ nhân này cắt lời của hắn hắn chưa hề nói toàn bộ bằng không hắn nói thắng sẽ lấy bảo kiếm của đối phương khi đó sẽ còn tạo thành hiểu lầm hiện tại sao còn tốt làm hư hại hình tượng cũng không phải mình lăng hàn thả lỏng nội tâm Ngược lại bản tôn sẽ không lộ ra ánh sáng, như vậy sẽ không quan trọng. Hắn không ngừng tiến mạnh, chiêu chiêu cướp công. Nếu như hai người đều là nam, chuyện này không quan trọng, rất bình thường, nhưng bây giờ lại là một nam một nữ, như vậy, động tác của Lăng Hàn cũng có chút bị ổi, giống như cố ý muốn chiếm tiện, nghi của mặt tử vân. Không có cách, ấn tượng ban đầu của mọi người giữ vai trò chủ đạo, trong đầu đã có ấn tượng sắc lan, về Lăng Hàn, tự nhiên sẽ xem động tác của hắn thành đen tối theo bọn họ nghĩ lăng hàng cũng không phải muốn giành thắng lợi mà là cố ý khinh bạc từ đó làm mặt tử vân kiên kỵ mặt tử vân là người trong cuộc nàng có khổ tự hiểu nàng biết rõ lăng hàng công kích cũng không phải khinh bạc ách mặc dù có chút chiêu thức rất lưu manh cũng tấn công vào ngực của nàng nhìn giống như sờ nhưng mà phần lớn công kích rất bình thường nhưng chiến lực của đối phương cực mạnh, hơn nữa kinh nghiệm giao chiến vô cùng lão đạo, luôn có, thể bắt được sơ hở cực nhỏ của nàng, sau đó phóng đại, đuổi theo nàng đuổi đánh tới cùng. Nàng rõ ràng cảm giác hai người chiến lực không khác gì nhau, nhưng chỉ cần bị đối phương bắt được, sơ hở thật nhỏ. Nàng dần dần rơi vào hạ phong. Đây là người nào, tại sao ngộ tính chiến đấu và mẫn cảm đáng sợ như thế? Thấy mặt tử vân rơi vào hạ phong, Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, theo bọn họ nghĩ, rõ ràng là, Lăng Hàng dùng chiến thuật hạ lưu khắc chế mặt tử vân, làm cho đối phương không thể phát huy toàn, lực hèn hạ, rất hèn hạ. Sau khi đánh 300 chiêu, mặt tử vân đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, nàng không thể không nhận, thua. Nàng chưa hề nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Lăng Hàng thở dài, chẳng lẽ ngươi quên đổ ước sao? Kiếm của ta! nhìn thấy biểu lộ lăng hàng thất vọng mất mát, mọi người càng muốn đánh hắn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy ôm mỹ nhân trở về. Lấy phương thức hèn hạ như vậy chiến thắng, ai sẽ phục ngươi? Lăng hàng nhận được một gốc tiên dược thủy nguyên, từ ý nào đó mà nói, hắn hẳn công thành lui thân, nhưng nghĩ đến thanh kiếm kia, hắn quyết định chờ một chút, tìm một cơ hội đánh mặt tử vân bất, tỉnh, sau đó mang theo kiếm rời đi. Nhưng thời điểm hắn định ra khỏi thành luyện hóa tiên dược, lại bỗng nhiên phát hiện có người tiến vào phòng sơ sài của hắn. A, à, là Mạc Tử Vân. Cô gái này không cam tâm thua hắn, muốn tới cướp tiên dược sao? Hắc hắc, ngược lại xem ai cướp ai. Lăng hàng đi ra ngoài, chỉ thấy Mạc Tử Vân không hề mặc bạch ngân chiến giáp, mà là đổi một bộ trang phục màu xanh sẫm, nàng không ăn mặc hoa lệ nhưng đường công hoàng mỹ lại phát họa ra. Đẹp, tươi đẹp, câu hồn đoạt mệnh. Lăng Hàng nhìn chầm chầm, trước đó thân thể bị che giấu trong chiến giáp nên không có phát hiện cô, nàng này dáng người kiêu ngạo như vậy. Trước sau lồi lõm, có thể nói là hoàng mỹ. Buổi tối hôm nay phát sinh chuyện gì, ngươi không được nói với bất kỳ ai. Mặt tử vân cắn môi nói, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chờ chút, ngươi hiểu lầm sao? Lăng Hàng nói, ta nói mặt đại tiểu thư, ngươi có thể đã hiểu lầm. Gương mặt xinh đẹp của mặt tử vân đã thay đổi, người ở trước mặt mọi người nói muốn ta, hiện tại, còn nói ta hiểu lầm. Quá tiểu nhân. Nhưng ai bảo nàng thua? Kỳ thật đây là thành thanh loan, nàng lại là môn đồ của thanh loan đại đế, chỉ cần nàng không. Nguyện ý, ai có thể miễn cưỡng nàng? Lại nói, hành vi của Lăng Hàn đã dẫn động mọi người tức giận càng không có người ủng hộ hắn. Nhưng tính cách mặt tử vân cao ngạo, nếu đánh cực thua có chơi có chịu dù là sau này khó qua nàng cũng không muốn trái với điều ước. nàng xoay người buông lỏng phòng ngự nhận mệnh nói ngươi nhanh một chút khốn kiếp đây là kỳ thị cỡ nào ta là người nhanh sao lăng hàng liền vội vàng lắc đầu suýt nữa bị cô nàng này chọc phạm tội a à, bảo kiếm của ngươi đâu lăng hàng vốn định đánh ngất xỉu người sau đó mang kiếm trời đi thế nhưng mà toàn thân mặt tử vân, không có kiếm. Nơi này trọng lực quá lớn, căn bản không có pháp khí không gian, cho nên, mặt tử vân khẳng định sẽ đặt kiếm và chiến giáp tại nơi ở của mình, chuyện này cũng có thể tưởng tượng, dù sao nàng không, phải đến chiến đấu. Ghê tởm. Lăng hàng ho khang một tiếng, nói, kỳ thật, ta cảm thấy hứng thú là thanh kiếm của ngươi. Cái, cái gì? Mặt tử vân sững sờ, lại nhớ tới lúc trước nàng cắt lời của Lăng Hàn, thì ra đối phương không nhìn, chầm chầm vào mình, mà là kiếm của nàng. Cái gọi là ta muốn ngươi lại chính là ta muốn kiếm của ngươi. Ách! Nhưng mà, hiểu lầm đã rõ ràng, nàng ngược lại càng giận dữ và không cam lòng. Nếu hiểu lầm đã phát sinh, mà nàng còn chủ động thực hiện, chẳng phải nói Lăng Hàn sẽ chướng mắt, nàng. Nàng rất kém sao? chủ động ôm ấp yêu thương cũng không cần. Vô cùng nhục nhã. Hừ. Mặt tử vân trực tiếp vương người chạy đi. Chạy. Cứ như vậy chạy. Lăng hàng không có đuổi theo, thứ nhất hắn cũng không biết mặt tử vân ở nơi nào, bắt người thì thế. Nào, cũng không tìm được kiếm. Còn nữa, dám động thủ trước mí mắt của thanh loan đại đế, hắn không đặt vị đại đế này vào trong, mắt hay sao? người ta lại không giống chân long đại đế đang dưỡng thương lăng hàng lắc đầu trực tiếp ra khỏi thành sau đó bắt đầu luyện hóa tiên dược thủy nguyên hắn ăn tiên dược lập tức vật chất thủy nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển sau đó có đại đạo phóng lên trời sau khi hắn luyện hóa vật chất thủy nguyên xong trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt đến năm mươi đạo hơn nữa chùm sáng đại đạo cũng dày đặc hơn một chút biến hóa không phải rất rõ ràng nhưng xác thực có tiến bộ một chút lăng hàn tươi cười lần này kiếm lời lớn mặc dù hắn còn không biết đại đạo quang rốt cuộc phát huy uy lực mạnh cỡ nào nhưng mà cấp độ của đại đạo quang còn trên cả quy tắc quy tắc cửu tinh chí cao vô thượng quy tắc bát tinh không thể đang vào nhau còn tốt lăng hàn nắm giữ một nhóm đại đạo quang chuyện này cực kỳ có thể là vượt qua quy tắc tồn tại cho nên lăng hàn có khả năng khiêu chiến cấp bậc cao hơn hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của chuẩn đế, nhưng mà, chờ hắn lại nắm giữ thêm một ít quy, tắc bác tinh, nói không chừng sẽ làm được, dù sao chuẩn đế cũng chỉ mò ra một chút quy tắc cử tinh, mà thôi. Lại thêm đại đạo quan thì sao? Lăng Hàng tin tưởng, hắn thậm chí có chiến thắng chuẩn đế. Chuyện này sao? Ha ha, sau này tìm đám người đa gia Phật luyện một chút là biết, nhiều tới ba vị, chuẩn đế có thể làm bồi luyện, trừ Lăng Hàng ra, trên đời này cũng không có người nào làm lăng hàng cao mày chính là tuyệt địa bên kia có chuẩn đế hay không ví dụ như tiểu diệp tử hắn đột nhiên xuất hiện trước đó căn bản không có nghe nói qua thậm chí đế tử đế nữ tuyệt địa cũng không biết có một tồn tại như vậy từ đó có thể thấy được tuyệt địa chi chủ rất thiên vị hắn để hắn nhận được nguyên thế giới trên thân đám người thủy nhất bởi vậy cũng có thể sử dụng năng lượng hủy diệt vì cái gì tuyệt địa chi chủ không nắm khả năng bọn họ đã không phải là sinh linh không có cách nào đặt vào nguyên thế giới lăng hàng nhíu mày tiểu diệp tử phi thường quỷ dị chẳng lẽ cũng đến từ vực sâu nguyên thủy nếu không hắn chưa từng gặp qua người có khả năng thao túng thời gian dù là chuẩn đế như đa gia phật cũng không thể làm được lăng hàng trở lại thành thanh loan mặc dù tranh tài đã kết thúc nhưng hắn muốn mặc dạng mày dày, đợi ở nơi này cũng không ai đuổi hắn đi. Mục tiêu của hắn là thanh kiếm trong tay mặt tử vân, những người khác lại không biết, gặp hắn ngựa, nhớ chuồng không đi, chỉ cho rằng tâm niệm của hắn đặt vào mặt tử vân, tự nhiên mỗi một người đều, giận dữ. Ngươi là tên lưu manh, lấy thủ đoạn hèn hạ đánh bại mặt tử vân, chẳng lẽ còn thật muốn mặt nữ thần, thực hiện đổ ước. Quá vô sĩ. Hiển nhiên, mặt tử vân có nhân khí ở thành thanh loan tương đối cao hiện tại mỗi người nhìn thấy lăng hàng đều hừ lạnh và phun nước bọt chuyện này lăng hàng buồn bực rõ ràng là mặt tiểu bị nương làm ra chuyện hiểu lầm vì cái gì chỉ có hắn gánh chịu hậu quả hắn quyết định chờ đoạt kiếm xong sẽ đánh vào mông mặt tử vân một trận để xả ác khí ách ngược lại hắn không bị tra ra người ngoài không cần lo lắng lộ thân phận ra ngoài nếu đại hắc cẩu có ở đây, khẳng định sẽ vạch trần, yêu nghiệp giống như ngươi, trên đời này còn có kẻ, thứ hai sao? Ngươi giả được khuôn mặt, lại giả được thực lực sao? Đa gia Phật cũng nói, nguyên nhân tranh tài kết thúc, bọn họ cũng nên rời đi, dù sao nơi này có một vị đại đế tỏa trấn, dám hành sự trước mí mắt của đại đế, trái tim của ngươi không nằm trên cổ họng hay sao? Chuyện này không quan hệ nhát gan hay gan lớn, mà là cẩn thận Lăng Hàn Bảo ba vị chuẩn đế nên rời đi trước. Hắn còn muốn đợi thêm mấy ngày. "A, à, chẳng lẽ ngươi thật có ý với Tiểu Ni tỷ kia đấy chứ?" Hạ Hậu Bình cười nói. Lăng Hàng sạm mặt, tin tức này đã truyền vào tai ba vị chuẩn đế. Lời đồn. Hắn lắc đầu, người kia có một kiện pháp khí, ta cho rằng có thể cần nghiên cứu một chút. Thương lượng một chút, ba vị chuẩn đế quyết định rời đi trước, tiếp tục đi phía trước thăm dò tình huống, mấy ngày sau sẽ quay về. Nguyên bản, bên trong vực sâu nguyên thủy hoàn toàn hoang lương, làm gì có thành trì. Cho nên ba vị chuẩn đế cũng nghĩ điều tra một chút. Lúc này có 36 thần thú xuất hiện, vì cái, gì lại trấn áp ở đây. Lăng hàn tiếp tục hỏi thăm nơi ở của mặt tử vân, dự định đánh nàng ngất xỉu và mang kiếm trời đi, hắn lười lãng phí thời gian. Nhưng, trong thành thanh loan, người người đều xem hắn thành ác quỷ, trang bản không có người nào nguyện ý nói tung tích của mặt tử vân cho hắn biết kết quả là lăng Hàn cảm thấy mình giống như người người kêu đánh chuột chạy qua đường hình tượng đã hư hại đến cực hạn may mắn đó là cửu vương không có quan hệ gì với ta lăng Hàn tự nói nhưng mà hắn còn chưa hỏi ra tung tích của mặt tử vân hắn đã gây khiêu khích công phẫn trừ thành thanh loan cùng thành chân long ra còn lại vương bài môn hạ bảy tên đại đế liên thủ hạ, chiến thư với Lăng Hàn. Hoặc là hắn tự cút ra khỏi thành Thanh Loan, hoặc do bọn họ làm thay. Nha, mặt tử vân danh khí lớn như thế. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không rời khỏi thành Thanh Loan, hắn phi thường tò mò về thanh kiếm kia, vì cái gì cũng nắm giữ đặc tính của năng lượng hủy diệt. Nếu các ngươi muốn bị đánh, vậy thì thành toàn các ngươi. Lăng Hàn tiếp nhận chiến thư ngày thứ hai hắn đứng trên quảng trường nhỏ trong thành kỳ thật nơi này không phải là quảng trường nơi này chỉ tương đối rộng dần dà nó bị dùng như quảng trường khiêu chiến ở nơi này cũng không sao kết cấu vực sâu nguyên thủy rất kiên cố đừng nói thánh nhân đánh không nát cho dù là đại đế cũng làm không được nơi thiên địa sinh ra làm sao đơn giản cơ chứ thời điểm lăng hàng đi đến nơi này chẳng những bảy đại vương bài đã đợi ở đó có rất nhiều dân chúng trong thành tới đây. Dáng vẻ rất phấn khởi, phát hiện lăng hàng tới, bách tính đều huyết sáo và hò hét. Cần thiết hay không? Lăng hàng lắc đầu, mặt tử vân nhân khí có cao như vậy sao? Đương nhiên hắn không quan tâm, thời điểm mọi người đang hô hào, hắn đi tới giữa quảng trường. Lão cửu, ta thật sự bội phục bổn sự của ngươi. Lạc dịch tinh hiểu nói, hắn cố ý nói hai chữ lão cửu thật nặng, hiển nhiên còn bỏ qua phần tranh, luận với Lăng Hàng lúc trước. Lăng Hàng nghiền ngẫm cười một tiếng, ít nói lời vô ích, đến đánh đi. Các ngươi ra tay từng người hay cùng tiến lên. Ngươi rất ngông cuồng. An Hà Minh lạnh lùng nói. Nhưng mà, muốn dùng phép khích tướng để chúng ta đơn đấu với ngươi, ngươi cũng quá ngây thơ, rồi. Bất kể như thế nào, Lăng Hàng đã thắng được giải thi đấu, trên lý luận đơn đấu vô địch, cho nên, bọn họ sẽ vây công. Trọng yếu nhất chính là, nơi này lại không có quy củ gì, chỉ cần đừng đánh chết hoặc tàn phế là đủ. Xèo, một bóng người bay tới, áo trắng tung bay, đó chính là mặt tử vân. Hiển nhiên, phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng là địa đầu xa tại thành Thanh Loan làm sao không phát. Hiện, nhìn thấy mặt tử vân tới, dù là những vương bài cũng nhìn sang. Lăng Hàng cũng nhìn chầm chầm vào mặt tử vân, tiểu bị nương luôn luôn không chịu hiện thân làm hại hắn tìm đông tìm tây lần này hắn chắc chắn không thể nhìn đối phương rời đi lớn mật thấy lăng hàng dám nhìn chằm chằm vào mặt tử vân bảy đại vương bài đều giận dữ ai bảo các ngươi ít nói nhảm không nên lãng phí thời gian còn không tranh thủ thời gian xuất thủ lăng hàn cười nói dáng vẻ cực kỳ miệt thị chuyện này càng làm bảy đại vương bài giận dữ bị một người xem thường như thế, bọn họ làm sao chịu nổi? Hắc hắc, lão cửu thành chân long thành thật cuồng ngạo, không có cách mới đạt đệ nhất luận võ, cuồng một chút cũng rất bình thường. Hừ, vòng thứ nhất là hy sinh các huynh đệ, thời điểm đào thải chiến, đầu tiên là loạn tâm trí của lạc, dịch tinh hiểu, sau đó dùng thủ đoạn hạ lưu làm mặt đại nhân bó tay bó chân, đều là chiến thắng, không vinh quang. Dạng người này hắn làm gì có thực lực quần chúng liên tục bàn tán với nhau đều cho rằng lăng hàn là thế hệ hư danh nói chơi không ai xem trọng lăng hàn dù hắn là quán quân lần này hắn chiến thắng có quá nhiều tranh cãi mọi người phục không chỉ có mặt tử vân không cho là như vậy nàng mới là người giao thủ chân chính với lăng hàn hơn nữa cũng càng tiếp cận sự thật hơn lạc dịch tinh hiểu nhưng mà bảy đại vương bài liên thủ Lăng Hàn có khả năng thắng không? Nàng cũng hết sức quan tâm, đứng nghiêm quan sát. Lão cửu, ngươi nên quay về thành Thanh Long tu luyện mấy năm đi. Lạc dịch tinh hiểu rất nhấn mạnh lão cửu, hắn dẫn đầu công kích tấn công Lăng Hàn Oanh! Lần này, hắn không đặt tinh lực vào tranh luận với Lăng Hàng ai là sư huynh, hắn như hồng hoang, mảnh thú, thanh thế rất kinh người. Mỗi một tên vương bài đều là thánh nhân cửu tinh, hơn nữa còn là thế hệ siêu quần bạc tụy trong đó, chiến lực vượt xa thánh nhân cửu tinh tầm thường. Hư hư hư, mấy người An Hà Minh cũng giết tới. Bọn họ hoàn toàn không ngại lấy bảy đánh một, bởi vì bây giờ không phải luận võ. Lăng Hàng cười một tiếng, hắn ngăn cản bảy vương bài. T. Gia hỏa này thật to gan. Một đấu bảy. Hắn còn dám cường công thật sự cho rằng hắn là đệ nhất thì có thể quét ngang thánh cảnh hay sao? Hắc hắc, cho dù là đệ nhất thánh cấp cũng không có khả năng cản nổi bảy vương bài liên thủ. Hắn sẽ bị đánh. Quần chúng vây xem đều lắc đầu, dù Lăng Hàn thật sự là đệ nhất thánh nhân, nhưng đối mặt bảy đại, vương bài cũng phải dùng du đấu làm chủ, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Kẻ lỗ mãn xông pha chiến đấu giống Lăng Hàn, hắn ngại thua không đủ nhanh hay sao? Ai, dù sao cũng trẻ tuổi. Thiếu niên đắc chí. Khó tránh khỏi. Nhưng mà, khi mọi người đang lải nhải ở bên ngoài, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bóng người bay tán loạn như rơm rạ. Đó là bảy đại vương bài. Lăng hàng mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không có đối thủ, ai tới cũng bị hắn đánh bay. Chuyện này. Đây chính là bảy vị vương bài, thánh nhân cửu tinh tuyệt đỉnh, cho dù có người vượt qua bọn họ, nhưng nhiều chỉ hơn một bậc nửa bậc, làm sao có thể như quét ngang như bây giờ. Nếu không phải biết rõ bảy người này là bảy vị vương bài, khi đó người ta sẽ cho rằng bọn họ là A Miu. A Cẩu, hoàn toàn chính là cặn bã. Mặt tử vân cũng há hốc mồm, qua thật lâu vẫn không khép lại được. Nàng biết rõ thực lực lăng hàng trên mình, nhưng làm sao có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Ngươi còn là người sao? Bành. 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 Mặc dù Lăng Hàn không có toàn lực ứng phó, nhưng mà dù không sử dụng tính ngưỡng lực, hắn có thể vận dụng số lượng quy tắc cũng đạt tới 50 đạo, cho nên hắn nghiền ép cỡ nào. Ha ha, luyện hóa tiên dược thủy nguyên đấy, thần công của ta đại thành, vô địch thiên hạ. Hắn còn hét một tiếng. Cưỡng ép giải thích. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, chiến lực như vậy dựa vào một gốc tiên dược đúc thành sao? Ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng mà, lăng hàng quá mạnh, một người đánh một người, tư thế không ai bị nổi, đánh cho bảy đại, vương bài bay đi như rơm rạ. Không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. An Hà Minh lớn tiếng kêu lên. Liên thủ đối địch. Tốt. Bảy đại vương bài không dám tiếp tục chủ quan, bị lăng hàng đánh thảm như vậy, bọn họ đã ý thức mặc dù lăng hàng hèn hạ. Hạ lưu nhưng thực lực mạnh tới mức đáng sợ. Gia hỏa này mạnh như thế, vì cái gì còn dùng phương thức hèn hạ, hạ lưu thủ thắng chứ? Uống. Bảy đại vương bài đã liên thủ công kích. Mặc dù bọn họ vừa rồi cùng tiến lên nhưng không ai liên thủ với ai, chẳng khác gì nắm các vùng. Không có cách, bọn họ đều là vương bài, cho rằng đơn đã độc đấu cũng không kém gì lăng hàng, cùng, tiến lên đã rất mất mặt, còn cần phối hợp ăn ý sao? Nhưng mà, bọn họ đã biết rõ, lăng hàng quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ nhất định phải phối hợp thật. Tốt, bằng không sẽ bị lăng hàng đánh tan. Quanh, một kích cuồng bạo chân chính đã xuất hiện. Tất cả mọi người khiếp sợ khó nói thành lời, nhất là thánh nhân, bọn họ biết rõ một kích này khủng bố, cỡ nào. Một kích có thể miễu sát thánh cấp. Lăng hàng ngăn cản như thế nào? lần này bảy đại vương bài đã dùng toàn lực ứng phó lăng hàng cười nhạt một tiếng hắn không có để ý tới hắn chỉ xuất ra một quyền vô cùng bình thường một quyền này thường thường không có gì lạ lại vô cùng trôi chảy phù hợp vận vị thiên địa đại đạo bành một kích mà thôi chỉ thấy bảy đại vương bài đều bay tán loạn như đạn pháo cái gì thấy cảnh này tất cả mọi người đều mở to mắt trên mặt lộ ra thần thái như nhìn thấy quỷ bành 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 bảy đại vương bài đều nằm trên mặt đất mặc dù bọn họ cũng không có bị thương nhiều lần nhưng mà bảy người liên thủ còn không địch lại lăng hàng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cỡ nào quá kinh khủng tại sao có thể có quái vật như vậy lúc này bốn phía lặng ngắt như tờ chiến lược như vậy chẳng khác gì đất bằng dậy sấm cũng chấn nhiếp tất cả mọi người còn đánh không Lăng Hàng từ tốn nói. Ba chữ này không lớn nhưng làm nội tâm của người ta rung động. Bảy đại vương bài đều im lặng không lên tiếng, lúc này còn đánh cái cái rắm, bảy bọn họ liên thủ cũng bị một quyền đánh bay, trừ phi đầu của bọn họ bị lừa đá mới có thể nghĩ sẽ tái chiến với Lăng Hàng một lần. Lăng Hàng nhìn về phía mặt tử vân, hắn cảm thấy buồn bực, tiểu bị nương này lại không có mặt chiến, giáp, tự nhiên cũng không mang theo kiếm hắn muốn. Ghê tởm lại không cho hắn cướp sao? Mặt sư muội, chúng ta tới tâm sự. Lăng Hàn cười nói, sải bước đi sang. Trái tim của Mặt Tử Vân rung động, Lăng Hàn quá cường đại, mạnh đến mức một kích đánh nát phòng, ngự trong lòng nàng. Thiên Kiêu lại là tuyệt sắc như nàng căn bản không có khả năng động tình, nguyên nhân cho dù gặp thiên tài tiêu chuẩn, ở trong mắt nàng cũng chỉ miễn cưỡng, làm sao có thể động tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? lăng hàng xuất hiện trực tiếp kích phá lòng phòng ngự tâm linh của nàng chiến lực mạnh đến mức đưa nàng bị chinh phục trong nháy mắt được nàng gật đầu cực kỳ giống cô dâu nhỏ nghe lời chuyện này tất cả mọi người có cảm giác rau cải trắng bị heo ủi tới đi nơi ở của ngươi lăng hàng đề nghị ân mặt tử vân lại gật đầu một cái nhìn hai người này sóng vai rời đi mọi người có cảm giác ao ước ghen tị. Chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhìn ra được, mặt tử vân hiện tại đã ngàn vạn tình nguyện với, lăng Hàn, như vậy, cô nam quả nữ ở một phòng sẽ xảy ra chuyện gì? Ghê tởm. Nhưng mà, kiến thức chiến lược kinh khủng của lăng Hàn, có kẻ nào dám làm anh hùng cứu mỹ nhân? Lại nói, ai muốn đi lên, mỹ nữ người ta sẽ tức giận trước tiên. Ai? Tất cả mọi người lắc đầu, không có cách nào đây là ngươi tình ta nguyện ai đi lên đều là thỉnh cầu bị đánh lại nói lăng hàn cùng mặt tử vân đi một mạch đi vào nơi ở của nàng mặc dù cũng là phòng vô cùng đơn sơ nhưng bị mặt tử vân thu thập lại nên tỏa ra khí chất thanh nhã lăng hàn không quan tâm nơi ở hắn thả thần thức ra cảm ứng vị trí của thanh kiếm kia sư huynh mặt tử vân nhỏ giọng nói gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rung động tâm hồn tìm được lăng hàng mỉm cười sau đó nói với mặt tử vân sư muội ngươi qua đây đây là muốn hôn mình sao mặt tử vân cảm giác nội tâm rung động biểu hiện rất thẹn thùng hay nên tích cực một chút nguy rồi không biết sư huynh thích loại hình gì nàng từ từ đi tới đã thấy lăng hàng vung chưởng một cái bành ý thức của nàng nhanh chóng biến mất a à, sư huynh thích nằm không động sao khẩu vị thật nặng đây là ý niệm cuối cùng trong đầu nàng. Sau đó nàng triệt để mất đi ý thức. Lăng Hàng cười ha ha một tiếng, sau đó đặt mặt tử vân nằm dựa vào tường, hắn đi vào phòng cầm, thanh kiếm kia. Nghĩ nghĩ, hắn thuận tay mò đi bạch ngân chiến giáp của mặt tử vân. Hắn lập tức ra khỏi thành, tìm được ba vị chuẩn đế và những người khác, sau đó muốn rời khỏi vực, sâu nguyên thủy. Mặc dù trong người Lăng Hàng có thể dung nạp tinh cầu, nhưng dù sao vẫn có áp lực, hắn không có khả năng giữ mãi như thế. Thả ra ở đây. Những tinh cầu kia sẽ xong đời, làm sao có thể thừa nhận được siêu trọng lực trong vực sâu nguyên. Thủy bên. Thế là, mọi người rời đi trước. Nhưng lần này, bọn họ liên tục gặp năng lượng phong bạo, tới tới lui lui đợi 7 năm, lúc này mới quay về thành Thanh Long. Nơi này vẫn bình tĩnh tin tức môn đồ đại đế tử vong không có truyền tới cho dù truyền tới thì có ai quan tâm chứ bọn họ xâm nhập vào thành thanh long trong thành vô cùng yên tĩnh căn bản dông có chuyện gì xảy ra có chân long đại đế tọa trấn cho dù trời sập cũng không sợ nhưng đám người lăng hàng không cảm thấy kỳ quái đại đế là tồn tại mạnh nhất trên đời có đế tọa trấn đương nhiên ổn định hơn rất nhiều nhưng mà lúc ấy lăng hàng không có mặt cũng không biết rõ chân long đại đế đã bị xâm la đại đế, đánh chết, nếu không, cả đám khẳng định sẽ khiếp sợ đến da đầu tê dại. Đại đế chết đi. Lại sống lại. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Cũng bởi vì không biết, đám người lăng hàng ngược lại cảm thấy đây là việc đương nhiên. Bọn họ ra thành chân long, một mạch trải qua thiên địa phong bạo nhiều lần, rốt cục cũng ra khỏi vực, sâu nguyên thủy lăng hàng thả ba viên tinh cầu trong người ra ngoài hắn lập tức cảm giác nhẹ nhõm giống như chiến lực lại tăng lên một chút như thế hắn có thể lấy nguyên thế giới ra hay không lăng hàng vẫn có ý nghĩ như vậy tinh cầu không thể chịu nổi thế giới này nghiền ép nhưng vị diện hẳn là có thể nguyên nhân mỗi cái vị diện đều không yếu hơn tôn giả hắn bắt đầu nếm thử mặc dù như vậy sẽ mất đi tính ngưỡng lực nhưng đạt tới độ cao như hắn còn cần Tính ngưỡng lực hay không? Hơn nữa, Lăng Hàn có cảm giác, hắn muốn chân chính đi đến mạnh nhất, hắn cần lấy nguyên thế giới trong người ra. Có cường giả nào dựa vào ngoại lực trở thành thiên hạ vô địch hay không? Nguyên thế giới cắt thành cho hắn, nhưng đồng thời cũng tạo thành gánh nặng lên thân thể của hắn. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắn bắt đầu nếm thử, không phải dời toàn bộ nguyên thế giới ra, mà chuyển một vị diện trong đó ra ngoài. Khi hắn không ngừng mạnh lên, vị diện trong cơ thể hắn hiện tại đều đạt tới cao cấp, tương đương với thiên tôn bát trọng. Cho nên, nếu lấy ra cũng không bị đại thế giới nghiền nát. Chuyện này cũng không khó khăn, Lăng Hàn nhanh chóng dời vị diện ra ngoài. Ông, lập tức, áp lực thiên địa ập tới, muốn bóp nát vị diện này. Nhưng mà, bản thân vị diện tương đương với thiên tôn bát trọng, tự nhiên gánh vác được áp lực như vậy nó nhanh chóng ổn định lại. Lăng hàng dẫn dắt thích hợp, từ đó năng lượng thiên địa rót vào, cũng làm cho vị diện này chậm rãi, dung nhập vào đại thế giới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tất cả đều ổn định. Có thể. Lăng hàng tươi cười, như thế, hắn không cần dùng thần thức gặp mặt các kiều thê lưu vũ đồng. Mà, là gặp mặt chân chính. Hơn nữa, sau khi dùng phương thức này tiến vào đại thế giới, Mọi người đều có thể lấy được công pháp, tu luyện trong đại thế giới này, người người đều có thể đột phá cực hạn của thiên tôn. Vấn đề duy nhất là, vị diện này không lớn, cho dù là toàn bộ vị diện cũng chỉ là hạt cát nhỏ. Ách, đây là vấn đề nhỏ. Lăng hàng lấy từng vị diện trong người ra, cái thứ hai là đại vị diện có các nàng lưu vũ đồng, sau khi vị, diện này xuất hiện, hắn và phụ mẫu sẽ gặp mặt nhau. Chờ ba năm ròng rã. Lăng Hàng mới lấy tất cả vị diện ra ngoài, sau đó, hắn cảm nhận được nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có. Trước đó hắn còn là bá chủ nguyên thế giới, đây là một vị trí chí cao vô thượng, nhưng cũng là một loại, trách nhiệm, hiện tại, hắn đã mất đi tính ngưỡng lực trong cơ thể, nhưng cũng thu hoạch được tự do chân, chính. Từ đó về sau, hắn không hề cần mang theo vận mệnh của người khác. Hiện tại, rốt cuộc ý niệm thông suốt lăng hàng cười một tiếng hắn từ trước tới giờ không tham luyến quyền thế cho nên người khác có thể sẽ hâm mộ thân phận bá chủ nguyên thế giới của hắn hắn lại không quan tâm nếu không phải ban đầu tránh sinh linh đồ tháng hắn cũng sẽ không làm nhiều việc như thế quanh hắn vươn tay chỉ thấy trên tay có năng lượng hủy diệt quấn quanh chuyện này cũng không bởi vì vị diện thoát khỏi cơ thể mà biến mất rất tốt chỉ cần năng lượng hủy diệt không có biến mất ta vẫn nắm giữ lợi khí. Lăng Hàng lấy thanh kiếm của Mạc Tử Vân ra, hắn bắt đầu nghiên cứu. Trước đó hắn có ý niệm đột phát mang vị diện ra ngoài. Hiện tại hắn mới nhớ tới thanh kiếm. Hắn cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên, lực phá của kiếm này vô tận, nắm giữ đặc chất không khác gì năng, lượng hủy diệt, nhưng mà, cả hai có khác biệt, nhưng mà khác biệt ở nơi nào thì Lăng Hàng không nói ra, được. Giống như hai người song sinh, rất giống, nhưng cho dù là thân huynh đệ cũng có khác biệt. Hắn không nghĩ ra nên nói thế nào. Hủy đi xem. Lăng Hàng bắt đầu hủy kiếm, đây là thánh liệu, từ ý nào đó mà nói, thánh nhân nhất định phải mượn, nhờ thiên địa chân diễm rèn luyện. Muốn cưỡng ép phá hư là chuyện rất khó. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàng, đây cũng là chút lòng thành. Ở hắn phá giải, thanh kiếm này nhanh chóng biến thành khối vụn, sau đó, chỉ thấy một đám đại đạo, màu đen bay ra ngoài. Lăng Hàng tận lực bắt giữ, thu vào trong thức hải. Ông, đại đạo quan tỏa ra hào quang rực rỡ, nó chủ động tấn công tia sáng màu đen. Đừng nhìn đại đạo quan ít đến thương cảm, nhưng đối với tia sáng màu đen đối diện, nó lại là quái vật lớn. Tia sáng màu đen không cản nổi. Lăng Hàng vội vàng bảo vệ. Nhưng đại đạo quan phổ chiếu, tia sáng màu đen biến mất thật nhanh. Móa. Lăng hàng thầm mắng một câu, nội tâm hơi động, quanh năng lượng hủy diệt lập tức bốc cháy trong thức, hải, lúc này, tia sáng màu đen như nhìn thấy phụ mẫu thân sinh, nó nhanh chóng lao tới và dung nhập vào năng lượng hủy diệt. Lần này, đại đạo quan cũng không thể làm gì, chỉ có thể dằn co với năng lượng hủy diệt. A. À, Lăng hàng kinh ngạc, sau khi tia sáng màu đen dung nhập vào năng lượng hủy diệt, năng lượng hủy, diệt phát sinh biến hóa vi diệu ban đầu có thể xem là đồng nguyên với năng lượng hủy diệt. Nhưng bởi vì có khác biệt nhỏ xíu nên, không thể dung hợp. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, tia sáng màu đen lâm vào nguy cơ bị đại đạo quan chôn vùi, cho, nên nó chủ động dung nhập vào năng lượng hủy diệt. Vào thời khắc này, Lăng Hàn lại nhìn thấy thiên địa đại đạo. Bản thân hắn như biến thành một thể, bản thân tức là thiên địa. Đầu thiên địa đại đạo này đang ở trong đầu của hắn trong đại đạo này lăng hàn thấy được sáng tạo cùng hủy diệt sinh mệnh và tử vong diễn dịch huyền bí vô tận nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thiên địa đại đạo này đã biến mất lăng hàn thất vọng và mất mát hắn cảm thấy vô cùng khó chịu so sánh với nhau đại đạo quan trong người của mình có tiếng nhưng không có miếng nó còn chưa đủ tư cách gọi là đại đạo quan nhiều nhất chỉ là nhánh của một đạo đại đạo chân chính bao gồm sáng tạo thủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong. Lăng Hàn hiểu ra, đây là tồn tại vượt qua quy tắc, chính là cơ sở chân chính của thiên địa. Nếu có thể nắm giữ cơ sở của thiên địa, khi đó ta có thể trấn áp đại đế. Trái tim của Lăng Hàn đập mạnh, đại đế cũng chỉ liên hệ với quy tắc cửu tinh, nhưng thiên địa đại đạo lại nghiền nát tất cả. Thậm chí, bởi vì đại đế bị thiên địa đại đạo áp chế, cho nên có một ngày sẽ hao hết thọ nguyên, nhưng mà nếu như tu thành bản thân thiên địa đại đạo thì sao có phải có thể trường sinh bất diệt lăng hàn cảm thấy tim đập mạnh hắn cảm thấy mình đã mở ra con đường trường sinh chính xác khó trách đại đế cầu trường sinh đều tới vực sâu nguyên thủy nơi này thật sự ẩn dấu bí mật của thiên địa mà lăng hàn càng may mắn phối hợp với nguyên thế giới hắn trời sinh đã nắm giữ năng lượng hủy diệt nếu không hắn cũng không nhận được đại đạo quan hiện tại càng không thể dung hợp một tia sáng màu đen kia tất cả là trùng hợp cho nên hắn mới nhìn thấy thiên địa đại đạo nói cách khác ta còn muốn nhìn thấy thiên địa đại đạo ta còn cần càng nhiều vật chất thủy nguyên có thể nói là vật chất tràn ngập tính hủy diệt nhưng mà thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu có được một cũng khó như lên trời không thể gấp nên đi từng bước lăng hàng đi tìm đa gia phật tiền bối ta nghĩ mời ngươi chỉ điểm một chút. Hắn nói. Đa gia Phật cười một tiếng, hắn gật đầu, tốt, ta muốn nhìn xem, ngươi bây giờ cách chuẩn đế bao xa. Hai người tiến vào tinh không và kịch chiến. Đa gia Phật có ý định khống chế chiến lực, tránh vừa mới đấu đã đánh bại Lăng Hàng. Lăng Hàng trực tiếp dùng tới 50 đạo quy tắc bát tinh, Đa gia Phật thích ứng một chút và chiến, đấu. Oanh! 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 hai người chiến lược còn không đạt tới cấp chuẩn đế nhưng đã vượt qua tất cả thánh nhân bởi vậy việc này nhanh chóng dẫn tới hai vị tiền dưỡng hạo cùng hạ hậu bình xuất hiện sau đó là đám người đại hắc cẩu nữ hoàng đương nhiên bọn họ không nhúng tay chỉ đứng gần xem cuộc chiến lăng hàn có thể thắng hay không đột nhiên trì mộng hàm hỏi chuyện này trên lý trí mọi người cho rằng lăng hàn không có khả năng thắng dù sao đối thủ của hắn là chuẩn đế mặc cho lăng hàn yêu nghiệt cho dù là vạn cổ đệ nhất thánh cũng vô dụng chỉ cần dính vào chữ đế sẽ có cấp độ khác biệt thế nhưng mà lăng hàn nhiều lần sáng tạo kỳ tích khó tránh khỏi làm mọi người suy nghĩ vạn nhất thì sao vạn nhất hắn có thể đối kháng với chuẩn đế thì sao nhưng mà đa gia phật chỉ hơi tăng lực một chút lăng hàn lập tức rơi xuống hạ phong dựa chút thực lực ấy cũng nghĩ ngăn cản ta. Đa gia Phật từ tốn nói. Lăng Hàng cười ha ha, nếu chỉ dùng 50 đạo quy tắc bát tinh là có thể đối kháng chuẩn đế, như, vậy hắn quá ngây thơ rồi. Hắn bắt đầu tăng lực, mặc dù dời toàn bộ vị diện ra khỏi người, đã mất đi tính ngưỡng lực tăng thêm. Nhưng thân thể nhận được tự do chân chính, từ phương diện này có thể thấy được, chiến lực của hắn có tăng lên. Từ chỉnh thể mà nói, chiến lực của hắn phải suy yếu một chút, nhưng suy nghĩ vì lâu dài, làm vậy cũng đáng giá. Lăng hàng vận chuyển năng lượng hủy diệt, vanh, hắn xuất ra từng quyền, lực phá hoại đường cũng tăng vọt. Dù mạnh như chuẩn đế cũng không dám lấy nhục thân ngăn cản năng lượng hủy diệt, cho nên, đa gia, Phật không thể không kéo dài khoảng cách, cũng dùng công kích từ xa ngăn cản năng lượng hủy diệt. Cứ như vậy, hắn tự nhiên an toàn, nhưng mà cũng giảm bớt áp lực cho lăng hàng cho nên, hắn không thể không tăng thêm vài phần chiến lực, như thế mới có thể bảo trì áp chế với lăng, hàng. Tiểu tử này thật không hổ là vạn cổ đệ nhất thiên tài. Tiền dưỡng hạo cùng hạ hậu bình đều gật đầu, bọn họ rất tán thưởng lăng hàng. Bọn họ đều từ thánh nhân đi tới, hiện tại cũng bước vào chuẩn đế, biết chiến lực rõ thánh nhân là, như thế nào, sẽ kém chuẩn đế bao nhiêu. Chính vì như thế, bọn họ mới có thể kinh hãi như thế chiến lược lăng hàng khủng bố cỡ nào nhưng mà khi đa gia phật tăng thêm thực lực lăng hàng lại lâm vào khổ chiến hắn đang ở biên giới sẽ thua chuyện này tự nhiên là đa gia phật cố ý gây nên hắn muốn tính toán chiến lược của lăng hàng lăng hàng hét lớn một tiếng hắn vận chuyển đại đạo quang quanh chiến lực của hắn lại tăng lên thật lớn hiện tại phần lớn đế thuật đã vô dụng với hắn hắn đã đi ra con đường của mình một chiêu một thức đều ẩn chứa ảo diệu vô tận, thậm chí, hắn còn nhòm ngó vết tích đại đạo. Trong khi xuất thủ còn mang, theo vận vị thiên địa đại đạo. Đa gia Phật kinh dị kêu lên một tiếng, hắn từ trước tới nay chưa nhìn thấy qua đại đạo quan công, kích, cho nên hắn lấy làm kinh hải. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đa gia Phật tăng cường công kích lần nữa, hắn vẫn áp chế lăng hàng gắt cao. Mặc dù lăng hàng còn có ác chủ bài, ví dụ như thánh hỏa, ví dụ như hỗn độn cực lôi tháp, nhưng mà, thánh hỏa dùng để liều mạng, hỗn độn cực lôi tháp thì là vật ngoài thân, cũng không phải bản thân, cường đại, tự nhiên không thích hợp dùng đến. Lăng hàng tái chiến một lúc, sau đó hắn chủ động nhận thua. Ngươi bây giờ nắm giữ 50 đạo quy tắc bát tinh. Sau khi nhìn thấu lăng hàng, ba vị chuẩn đế đều khiếp sợ không thôi. 50 đạo, thật là đáng sợ. Phải biết, Lăng Hàn hiện tại chỉ là thánh nhân tam tinh. Như vậy cực hạn là gì? Từ chiến lực của ngươi hiện tại mà suy tính, có lẽ thời điểm nắm giữ 70 đạo quy tắc bát tinh là nắm giữ chiến lực chuẩn đế. Đa Gia Phật nói. Lăng Hàn gật đầu, cho nên mới nói chuẩn đế cường đại. Thánh nhân, cho dù là con của đại đế, bọn họ có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng đột phá tới thánh nhân, cử tinh cũng chỉ nắm giữ 30 đạo quy tắc bát tinh khoảng cách 70 đạo còn quá xa xôi. Hơn nữa, không có đại đạo quan, năng lượng hủy diệt, cho dù thật nắm giữ 70 đạo quy tắc bát, tinh cũng không cách nào ngang hàng với chuẩn đế. Chuyện này cũng chứng minh chuẩn đế cường đại. Lăng hàng thì sao? Dù không có vật chất thủy nguyên, sau khi thân thể hắn tịch diệt 4 lần, hắn nắm giữ 70 đạo, quy tắc bát tinh vẫn dễ dàng. Vạn cổ mạnh nhất thánh nhân, danh xứng với thực. Các bạn đang nghe trên kênh Nhà đọc truyện. Chương 5211 tới 5215. Đi qua một trận chiến này, Lăng Hàn cũng hiểu rõ về thực lực của bản thân. Mà ba vị chuẩn đế cũng không bảo tồn, bọn họ tự thuật kinh nghiệm đột phá chuẩn đế. Thứ này tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Mặc dù chuẩn đế còn mang theo chữ chuẩn, nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ lịch sử, trong lịch sử cũng không có bao nhiêu người như thế. Con đường tấn cấp quá khó khăn. Hiện tại, những kinh nghiệm này trợ giúp Lăng Hàn rất lớn. Lăng Hàn sẽ không đi con đường tương tự ba vị này, nhưng mà, hắn có thể tránh con đường rẻ của ba. Vì chuẩn đế, chuyện này có thể giúp hắn tiết kiệm vô số thời gian. Trên thực tế, chuẩn đế cũng có phân chia chiến lực mạnh yếu, nhưng mà, nguyên nhân từ xưa tới nay, người có thể thành chuẩn đế quá ít, cho nên, chuẩn đế không có phân chia tiểu cảnh giới rõ ràng mà không giống thánh nhân có phân biệt từ nhất tinh tới cửu tinh. Theo ba vị đa gia Phật, đa gia Phật có thực lực mạnh nhất, nhưng không mạnh hơn hai người tiền, dưỡng hạo quá nhiều, đây là một loại trực giác, không cần so với nhau, bọn họ đều tự hiểu rõ trong lòng. Nhưng thật sự đánh nhau sinh tử, mạnh yếu không phải là mấu chốt của vấn đề. Nguyên nhân cấp bậc này chiến đấu quá ác liệt, một ít phản ứng nhanh hay chậm đều có kết quả khác nhau vẫn câu nói kia, người có thể thành đế, ai yếu hơn người khác. Chuẩn đế cũng như thế. Sau đó như thế nào? Trở về càng quét âm hồn. Lăng Hàn lắc đầu, lần này đi ít nhất phải mất thời gian 200 năm, lại trở về chính là 400 năm, hắn có nhiều thời gian lãng phí như vậy sao? Lại nói, không thành đế, hắn trở về làm gì? Gặp được tuyệt địa chi chủ vẫn phải chạy trốn. Cho nên còn không bằng ngay lịch luyện tại nơi này. Như vậy, lại tiến vào vực sâu nguyên thủy. Chuyện này là lựa chọn duy nhất, bằng không thì ở nơi nơi hắc ám và mênh mông này làm gì. Chỉ có ba tinh cầu mà thôi. Còn không có đợi lăng hàng tiến vào vực sâu nguyên thủy, đã thấy đinh thụ, tỉnh hạo nhiên và thủy, thanh sưởng trở về. Bọn họ rốt cục thành công, có thể thân nạp tinh cầu. Đây là một tin tức tốt, sau khi ba vị đa gia Phật biết được, bọn họ quyết định không ngại cực khổ đi. Thêm vài chuyến, mang theo ba người đinh thụ mang nhiều tinh cầu tới đây. Với vũ trụ to lớn, âm phủ muốn xâm lớn đến nơi đây, cần thời gian rất lâu, nhưng mà, toàn bộ vũ trụ có, 99% tinh cầu tập trung ở khu vực một phần vạn, thậm chí một phần ức của vũ trụ. Cho nên, nếu lấy tinh cầu mà nói, dương gian đã bị công hãm việc này không nên chậm trễ, ba vị đa gia vật phân biệt mang theo một người rời đi. Sau đó trong mấy ngàn, đoán chừng ba vị này sẽ làm rất nhiều việc, Lăng Hàng nghĩ nghĩ, hắn quyết định lại vào vực sâu nguyên thủy. Chỉ có vật chất thủy nguyên mới có thể giúp hắn gia tăng tu vi nhanh chóng, cũng chỉ có thứ này mới giúp Lăng Hàn đạt tới thân nạp 99 đạo quy tắc bát tinh. Lại có thêm 20 đạo quy tắc, hắn sẽ có chiến lực chuẩn đế chuyện này càng làm lăng hàng sinh ra động lực chờ hắn đạt tới một bước này khi đó hắn nhất định trở thành thánh nhân mạnh nhất có thế địch chuẩn đế hầu ca đại hắc cẩu tiểu thanh long đều xuất phát bọn họ theo lăng hàng tiến vào vực sâu nguyên thủy về phần nữ hoàng hổ nữ có mục tiêu là khu vực bên ngoài vực sâu nguyên thủy bọn họ sẽ thử thời vận có thể tìm được vật chất thủy nguyên hay không thương lượng thỏa đáng mọi người xuất phát mọi người đi lại cẩn thận, dù ở khu vực bên ngoài, trừ lăng hàng ra, vẫn là không ai có thể chủ quan, bởi vì một tia sáng động tí sẽ nổ tung, thậm chí sẽ làm bọn họ tử vong. Sau đó, lăng hàng cùng nữ hoàng chia nhau ra. Thiên địa phong bạo kéo dài không ngừng, bỏ ra thời gian 7 năm, đám người lăng hàng cũng đi tới, thành chân long. Tâm tình của tiểu thanh long phức tạp nhất, chân long đại đế nơi này tuyệt đối không phải phụ thân. Của hắn, nhưng khẳng định có quan hệ cực sâu với chân long nhất mạch từ đó làm hắn xoắn suýt vô cùng muốn phát hiện thân phận chân chính của chân long đại đế bốn người lăng hàng vào thành nhưng mà vừa đi vào thành thì bọn họ biến sắc vì cái gì bởi vì bọn họ từ trong lời nói của mọi người cửu đại môn đồ của chân long đại đế còn sống bốn người có thể không kinh hãi hay sao cửu đại môn đồ của chân long đại đế đều chết trong tay lăng hàng hoặc bởi vì lăng hàng mà chết cho, nên Lăng Hàng rất rõ ràng. Hiện tại có người nói cho hắn biết, cửu đại môn đồ còn sống. Đang đùa sao? Nhưng người khác lại không biết bọn họ tới, tại sao phải lừa bọn họ? Việc này có gì đó quái lạ? Phi thường cổ quái. Có thể chân long đại đế lại thu chính đồ đệ. Cũng có khả năng như thế, dù sao bọn họ ở bên ngoài vài năm, ở bên trong vực sâu nguyên thủy đã qua, mấy trăm năm. Thế nhưng mà, hiệu suất của vị chân long đại đế này quá cao mấy trăm năm đã thu chính tên đệ tử theo lý mà nói đạt tới đế cấp thu đồ là việc rất cẩn thận mấy vạn năm mới thu được một đệ tử như ý cũng không có gì lạ hiện tại mấy trăm năm đã thu chín người cần như thế không chuyện này đáng giá tìm tòi nghiên cứu đám người lăng hàng xúc động bọn họ phân biệt đi tìm hiểu nơi ở của chính tên môn đồ với lực lượng thánh cấp của bọn họ, hoàn toàn có thể làm kín không kẻ hở. Bởi vậy, sau khi hết ngày, mỗi người quay lại và tìm hiểu rõ vị trí của chính tên môn đồ. Đầu tiên đi đi tới nhà nào? Lăng Hàng nghĩ nghĩ, cửu vương. Lúc trước hắn giả mạo cửu vương. Đây chính là duyên phận. Bốn người xuất động, sau đó nhanh chóng đi tới trước phủ đệ của cửu vương. Đương nhiên, mặc dù nói là phủ đệ nhưng lại vô cùng đơn sơ, ở bên trong vực sâu nguyên thủy chỉ có, phong cách đơn giản, một mặt. Thậm chí nơi này không có tội tớ, ở bên trong vực sâu nguyên thủy, người rất ít ỏi, cũng là một loại tài, nguyên trân quý, cũng được đưa đi đào quán. Cũng tốt, cho nên lăng hàng có thể giảm bớt một ít tay chân. Nhưng mà, phủ đệ đơn sơ thì đơn sơ, nó vẫn chiếm diện tích rất lớn. Bởi vậy, bốn người lăng hàng bỏ ra, chút thời gian tìm ra vị trí của cửu vương dù sao đối phương là thánh nhân bọn họ cũng không thể làm càng ồ khi bọn họ đi tới trước phòng của cửu vương bọn họ kinh ngạc phát hiện bên trong phát ra khí tức cấp bậc bán thánh bốn người nhìn nhau quả nhiên chân long đại đế lại thu chính đệ tử cho nên cần bắt đầu bồi dưỡng từ đầu vật chất thủy nguyên lăng hàng cảm ứng một phen hắn cảm thấy trái tim đập mạnh hắn len lén nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng có một người đang tu luyện. Trong tay cầm một gốc tiên, dược, thứ này tỏa ra khí tức đặc thù của vật chất thủy nguyên. Mẹ nó, thật xa xỉ, thế mà dùng vật chất thủy nguyên tu luyện. Ân, ừ, bởi vì chuyện này nên tu vi cửu vương vẫn còn tương đối yếu, không thể bước vào thánh cấp, cho, nên hắn cũng không dám trực tiếp ăn tiên dược, sợ thân thể nổ tung, chỉ có thể dùng phương thức ngửi, thu hoạch một ít chất dinh dưỡng đối với bán thánh mà nói chuyện này đủ giúp tu vi tinh tiến ánh mắt lăng hàng nhìn gương mặt cửu vương hắn há miệng thật to tiểu hàng tử ngươi gặp quỷ đại hắc cẩu hỏi hay là nhìn thấy mỹ nữ tắm làm cho ngươi trợn mắt nhìn tiểu thanh long cũng hỏi đương nhiên bọn họ đều dùng thần thức truyền âm hỏi lăng hàng lắc đầu cũng lao thẳng vào bên trong ông sát khí xung kích phát động lấy thực lực của hắn bây giờ bán thánh có thể ngăn cản một ý niệm của hắn hay sao ba tên cửu vương kia lập tức hôn mê hư, hư hư hầu ca nhảy vào trong đây chính là tiên dược thủy nguyên bọn họ nhìn tiên dược trong tay cửu vương tất cả đều lộ ra vẻ tò mò lăng hàng gật đầu nhưng mà làm ta không nhịn được xuất thủ lại không phải vì gốc tiên dược này a à, tiểu tử ngươi đổi tính đại hắc cẩu lập tức kỳ quái nói, còn muốn vương tay sờ trán lăng hàng. Ra, để cẩu gia nhìn xem, ngươi có bị sốt hay không? Đi. Lăng hàng phất phất tay. Cửu vương này giống như đúc cửu vương ta gặp lúc trước. A. À, ba người hầu ca nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Phải biết, cửu vương trước đó đã chết rồi. Có phải huynh đệ hay không? Đại hắc cẩu phỏng đoán nói có lẽ chân long đại đế là người nhớ chuyện xưa, biết rõ cửu đồ đều chết, cho nên nhận đệ đệ hoặc con trai của bọn họ làm đệ tử. lăng hàng lắc đầu, ngươi không còn không hiểu ý ta, ta nói là hai người này giống nhau như đúc, ngay cả thần hồn cũng như thế sao? hầu ca hỏi. từng. lăng hàng gật đầu. tê. đám người hầu ca hít khí lạnh, việc này thật bất khả tư nghị. Thế gian không có hai đóa hoa giống nhau, cũng không có hai linh hồn giống nhau. Tướng mạo có thể giống. Thậm chí các cường giả như Lăng Hàn có thể ngụy trang thành người khác, nhưng mà, linh hồn không thể mô phỏng giống như đúc, cho dù Lăng Hàn nắm giữ diễn hồn thuật, cũng có khả năng bị người cảnh giới cao hơn khám phá. Cho nên, cho dù Cửu Vương tu hành bí pháp cùng loại như diễn hồn thuật, nhưng cảnh giới Lăng Hàn cao hơn, hắn làm sao giấu diếm Lăng Hàn? Lại nói đối phương cũng không cần thiết làm như thế. Làm gì, sợ người như Lăng Hàng giả mạo sao? Nếu thật muốn giả mạo, vì sao hắn lại là bán thánh? Hoàn toàn khó nói nổi đúng không? Cho nên, đây chính là cửu vương, nguyên lai like là cùng một tên. Đại hát cậu nhấn mạnh một lần. Đúng thế. Lăng Hàng gật đầu. Nhưng người chết, linh hồn tiến vào âm phủ, xóa đi tất cả ký ức, hoàn toàn không còn quan hệ với dương gian tiểu thanh long cướp lời nói lăng hàng trầm ngâm một cái lo lắng nói đây chính là vực sâu nguyên thủy vực sâu nguyên thủy nơi thiên địa sinh ra cho nên bên ngoài có dương gian âm phủ nhưng ở nơi này lại là hỗn độn nơi này đã không phải là dương gian cũng không phải âm phủ nhưng vừa là dương gian lại là âm phủ cho nên người chết đều có thể trùng sinh sao bốn người nhìn nhau cái gọi là trường sinh có quan hệ với chuyện này sao có phải chân long đại đế cũng phục sinh như thế đột nhiên tiểu thanh long nói đối với chuyện này nó rất để bụng nếu là thế là ai làm tiểu thanh long có thể khẳng định trăm phần trăm khi đó chân long đã hóa đạo phải biết đại đế hóa đạo linh hồn sẽ kết hợp với thiên địa bởi vì đại đế quá mạnh không có khả năng tiến vào âm phủ đã như vậy chẳng lẽ có ai cướp đoạt linh hồn chân long trong tay thiên địa đại đạo hay sao nếu thật mạnh như thế chỉ cần một ý niệm là có thể trấn áp thiên địa còn chơi cái rắm lăng hàn lấy tiên dược thủy nguyên tiên đi sau đó chờ cửu vương tỉnh lại cửu vương mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm nhìn thấy bốn gương mặt xa lạ thì hắn giật mình vội vàng nói các ngươi là ai hắn còn muốn phát ra thần thức chấn động cảnh báo nhưng tu vi bị lăng hàng giam cầm hoàn toàn tự nhiên không có khả năng phát ra bên ngoài lăng hàng nhoẻn miệng cười tiểu cửu ngươi biết ta không ngươi là ai cửu vương nhìn lăng hàng vẻ mặt mờ mịt a à, đây không phải ngụy trang ra mà là thật không biết nếu không hắn bị lăng hàng thất thủ giết chết hắn làm sao có thể không bộc lộ chút quán niệm nào được rồi Lăng Hàng vươn tay, hắn đặt tay lên trán cửu vương, trực tiếp sư hồn. A, à, Cửu vương hôn mê lần nữa. Một lát sau, Lăng Hàng thu tay về, hắn rất ngạc nhiên. Hắn phát hiện, ký ức của cửu vương chỉ có thời gian vài trăm năm. Hắn vẫn tu hành trong thành chân, long, về sau thì bị chân long đại đế thu làm môn đồ, cả cuộc đời chỉ vượt qua trong tu luyện. Chuyện này không hề có điểm nào không hài hòa, nhưng cũng đầy cổ quái thực sự có người trùng sinh cửu vương nhưng cũng không phải là trực tiếp sống lại mà là bắt đầu từ hài nhi không đúng trong trí nhớ của cửu vương không có tuổi thơ muốn nói không nhớ ra chuyện lúc nhỏ thì dễ hiểu nhưng mà chỉ có ký ức lúc trưởng thành ngươi cảm thấy có quỷ dị hay không đột nhiên sắc mặt lăng hàng biến thành cổ quái hỏi các ngươi gặp qua đứa trẻ nào trong thành không không có không có hầu ca bọn họ đều lắc đầu cũng không hiểu tại sao lăng hàn hỏi chuyện này trong trí nhớ của cửu vương không có bất cứ hình ảnh tuổi thơ nào lăng hàn nói t đám người hầu ca thông minh cỡ nào lập tức hiểu vì cái gì lăng hàn hỏi như vậy tòa thành này căn bản không phải phát triển tự nhiên mỗi người đều là khôi lỗi không có tuổi thơ sáng tạo ra một người trưởng thành vận mệnh của mỗi người không giống nhau. Có thành môn đồ đại đế, có thành hộ vệ thánh cấp, có người là khổ công đào quán. Chờ một chút. Đột nhiên đại hắc cẩu ra hiệu mọi người không nên nói. Các ngươi nói, có phải vị chân long đại đế này cũng giống như thế hay không? Thời điểm nó nói ra câu này, nó còn nhìn tiểu thanh long một chút, dù sao gia hỏa này rất mẫn cảm. Rất có thể. Lăng hàng gật gật đầu, Tiểu Thanh Long vô cùng khẳng định cùng xác định, Chân Long tuyệt đối đã hóa đạo, mà sự thật cũng chứng minh, vị Chân Long đại đế này có chiến lực không bằng đại đế bình. Thường. Cho nên, nếu như vị đại đế này thật sự được sáng tạo ra, vậy thì có thể giải thích. Sáng tạo ra, vậy khẳng định không bằng bản thân mình tu luyện. Nhưng mà, chuyện này cũng rất khủng khiếp. Đại đế có thể được sáng tạo ra? cho dù đại đế yếu nhất cũng có thể nghiền ép cửu thiên thập địa, mạnh đến mức đáng sợ. Bên trong vực sâu nguyên thủy có tới 36 thần thú đại đế. Đúng, đều là như vậy sao? Lăng Hàn không nghĩ tới hình ảnh trong lông vũ thanh loan, một thần thú không biết tên xuất hiện. Trong thần thú mộ địa, việc này nhất định có liên quan, nhưng cụ thể là cái gì? Lăng hàn nhức đầu, hắn nắm giữ tư liệu không nhiều, thật là khó mà suy đoán. Hơn nữa, chân tướng chuyện này có khả năng kinh thiên động địa. Vô Nhai Đại Đế nói, bên trong vực sâu nguyên thủy có nguy cơ đáng sợ, có thể uy hiếp thiên địa tồn vong, có thể có liên quan tới việc này hay không? Thực lực không đủ. Lăng Hàn nói từ đáy lòng, nếu không, hắn hoàn toàn có thể đi một mạch xông vào tiếng sâu trong vực, sâu nguyên thủy, cũng hỏi thăm Vô Nhai Đại Đế rõ ràng. Bốn người Lăng Hàn tiếp tục xúc động phân biệt đi tới vị trí của tám môn đồ khác. Quả nhiên, tu vi bọn họ không phải bán thánh thì chính là thánh nhân nhất tinh, nhị tinh, sau khi bị, đã có người luyện hóa tiên dược thủy nguyên, có người không có, bốn người lăng hàng không thách, khí thu các tiên dược thủy nguyên. Lăng hàng trói toàn bộ cửu đại môn đồ lại, ngược lại hắn muốn xem có thể lại sáng tạo ra cửu môn đồ, hay không? Lui! Bọn họ ra khỏi thành, lăng hàng bắt đầu luyện hóa tiên dược bọn họ nhận được bốn gốc tiên dược thủy nguyên hiện tại đều giao cho lăng hàng đám người đại hắc cẩu cũng đều biết chỉ có mau chóng tăng tu vi lăng hàng lên bọn họ mới có thể đối kháng tuyệt địa chính thức có được quyền lực sinh tồn lăng hàng cũng không khách khí đều là người một nhà không nhất thiết phải khách khí nhưng cảnh giới càng cao tiêu hao vật chất thủy nguyên cũng càng lớn hơn nữa lăng hàng phát hiện mặc dù là tiên dược thủy nguyên nhưng hàm lượng vật chất thủy nguyên cũng không cao, bốn cây, gộp còn không bằng gốc đầu tiên hắn nhận được. Còn tốt, sau khi hắn luyện hóa bốn gốc, hắn thân nạp quy tắc cũng đạt tới 54 đạo. Trong tình huống thân thể chỉ tịch diệt ba lần, hắn có thể lấy được thành tựu như thế, chuyện này hết, sức kinh người. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Lăng hàng thì thào, khoảng cách chiến lược chuẩn đế càng ngày càng gần bọn họ cũng là kẻ tài cao gan lớn lại trở về thành chân long muốn biết có thể nhìn thấy chính môn đồ xuất hiện hay không kết quả không có là bởi vì người không chết hay thời gian quá ngắn càng làm cho đám người lăng hàng kinh ngạc chính là mặc dù cửu môn đồ mất tích chân long đại đế không có phản ứng dường như hắn đang bế quan chuyện này xảy ra chuyện gì nếu như đám người lăng hàng biết rõ Trước đó chân long đại đế bị sâm la đại đế banh sát, hiện tại, hắn cũng có thể phán đoán, có thể đại đế cũng vừa bị sáng tạo ra, đang cần rất nhiều thời gian trở lại, đế cấp hay không. Đáng tiếc, khi đó bọn họ chỉ lo trốn, cho dù là thanh loan đại đế, sâm la đại đế đều khó có khả năng, cố ý thông tri bọn họ đúng hay không. Nhưng mà, thành chân long có một khách không mời mà tới. Mặt tử vân. Tại sao nàng tới đây? đúng rồi, nàng bị Lăng Hàng hãm hại, tự nhiên phải chạy tới thành chân long tìm người. Lăng Hàng không khỏi nghĩ đến, sau khi nàng chạy tới đây, lại phát hiện cửu vương lại mất tích, trong nội tâm nàng sẽ có suy nghĩ thế nào. Nàng đương nhiên cho rằng người trong thành đang gạt mình, bởi vậy, ngựa nhớ chuồng không đi, nhất định sẽ tìm một lời giải thích. Ách, đây là chính mình tạo nghiệt. Tiểu hàng tử, xem ra đây là bút tích của ngươi đại hắc cẩu lập tức nói. Lăng hàng chính nghĩa nói, nói hưu nói vượng. Nhưng mà, mặt tử vân lại đột nhiên rời đi, đi được rất vội vàng. a à, tình huống như thế nào? Lăng hàng hiếu kỳ, với hiểu biết của hắn về mặt tử vân, đối phương là người dễ dàng từ bỏ hay sao? Đi, chúng ta đuổi kịp. Bốn người lăng hàng theo sau lưng mặt tử vân. Nếu như chỉ có đám người hầu ca, như vậy nhất định sẽ bị mặt tử vân phát hiện, dù sao thực lực mặt tử vân còn trên bọn họ. Nhưng mà, có lăng hàng thì khác, thực lực của hắn bây giờ càng ngày càng tiếp cận chuẩn đế. Nếu, không muốn mặt tử vân phát hiện, đối phương thật sự không phát hiện ra được. Nguyên nhân khí trời tốt, sau mười mấy ngày bọn họ đã đi tới thành thanh loan, sau đó cũng không thấy chờ đợi cái gì, lại thấy được mặt tử vân ra khỏi thành. Lần này, nàng không phải đi một mình, mà là còn mang theo các môn đồ thanh loan đại đế khác. Tổng cộng 8 người. Xem ra, bọn họ đang hành động gì đó. Tiểu Thanh Long nói. Không quản là hành động gì, có lẽ không phải chuyện tốt. Đại Hắc Cẩu nói. Đi, chúng ta đi ngăn cản bọn họ. Lăng Hàng khoát tay áo, không vội, chúng ta nên xem bọn họ muốn làm gì. Bốn người theo sau, tám người trước mặt vẫn tiến lên phía trước trong thời gian này vận khí của bọn họ không tốt liên tiếp gặp được thiên địa phong bạo làm hại lăng hàng suýt nữa mất dấu còn tốt mấy lần không gặp người lại đuổi theo cuối cùng vẫn khống chế được tràn diện một chuyến này đi mất 7 năm rốt cục đi tới nơi cần tới kỳ thật chân chính dùng thời gian đi đường lại không dài nhưng mà thiên địa phong bạo quá mức đáng sợ gặp được thì phải trốn có đôi khi còn phải đi vòng, thậm chí bị ép cải biến lộ tuyến, điều này cũng làm bọn họ mất nhiều thời gian hơn. Đám người mặt tử vân đi tới một cái hồ. Chuyện này càng làm lăng hàng kinh ngạc, bởi vì hắn tiến vào vực sâu nguyên thủy chưa gặp qua hồ, nước. Hồ này không lớn, chỗ rộng nhất chỉ 10 dặm, nơi hẹp nhất là hai dặm, nước hồ đen như mực, cũng không biết đó là chất lỏng gì. Nước hồ cũng không phải rung động bình thường, mà là xoay tròn chậm rãi tạo thành hai lỗ thủng như con mắt một cái dọc theo chiều kim đồng hồ một cái khác là ngược kim đồng hồ mười phần quỷ dị cũng không phải chỉ có đoàn người mặc tử vân tới đây còn có bốn chi đội ngũ khác lăng hàng lập tức nhận ra được đây chính là môn đồ đại đế tham gia thi đấu lần trước a à, nhiều môn đồ đại đế chạy đến nơi đây là vì cái gì lăng hàng tin tưởng các môn đồ đại đế khác cũng tới đây chỉ là vấn đề trước sau quả nhiên mấy tháng sau lại có ba đội ngũ khác chạy tới tổng cộng tám chi đội ngũ hiển nhiên nếu không phải môn hạ chân long đại đế bị lăng hàng bắt gọn nơi này sẽ có chín đội ngũ không biết bọn họ đang mưu đồ cái gì đại hắc cẩu hiếu kỳ lòng ngứa ngáy không thôi lăng hàng cười nói ngươi có biện pháp đại hắc cẩu hỏi đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết lăng hàn chuyện đương nhiên đạo a à, như thế cũng được đương nhiên ngươi liền nói ngươi là môn hạ mới của chân long đại đế lăng hàn nói ngược lại hắn biết rõ đám người mặc tử vân biết tám môn đồ kia đã chết chỉ còn lại có một cửu vương cho nên chuyện này không dễ giả mạo hay sao đại hắc cẩu lập tức hăng hái vậy ngươi giao bạch ngân cho cẩu gia Lăng Hàng và Đại Hắc Cẩu trao đổi chiến giáp, thời điểm Đại Hắc Cẩu mặc chiến giáp vẫn không quên, cởi đồ lót sắt ra, sau đó lại đeo bên ngoài, Lăng Hàng có xúc động đánh người. Đây là con đường tiện thánh thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu sao. Chúng tiểu nhân, đi cùng cẩu gia. Đại Hắc Cẩu tiến lên phía trước, hai tay chắp sau lưng, nó nghênh ngang đi về hồ nước. Bốn người vừa đi tới, đám người mặc tử vân đã chú ý tới và nhìn theo. A, à, bốn người này là ai? Tổ hợp kỳ quái. Mặc dù mặt chiến giáp, bọn họ vẫn thấy rõ chỉ có một người, sau đó chính là chó, khỉ. Còn có một con, thằng làng. Ngươi là, mặt tử vân lập tức nhìn chăm chú vào lăng hàng, chỉ cảm thấy người này cho nàng cảm giác quen, thuộc. Ta không phải. Lăng hàng vội vàng lắc đầu. Ngươi nhận lầm người, khốn kiếp, ta còn không có nói ngươi là ai. Làm sao ngươi biết ta nhận lầm?" Mặt Tử Vân vô cùng hoài nghi. Vẻ mặt và ngữ khí như vậy, tại sao giống gia hỏa không chịu trách nhiệm kia? Nàng đang hoài nghi, những người khác lại nhìn vào Đại Hắc Cẩu, dù sao, hắn mới là kẻ thân mang bạch ngân chiến giáp. Trong vực sâu nguyên thủy, chủng loại chiến giáp sẽ đại biểu thân phận. môn đồ đại đế. Ở chỗ này đã có 8 chi đội ngũ môn đồ đại đế, cho nên Bốn người này khẳng định thuộc về Chân Long Thành. T, Chân Long Đại Đế lúc nào có khẩu vị nặng như vậy, thế mà thu chó làm môn đồ. Môn hạ Chân Long Đại Đế. An Hà Minh hỏi. Mặc dù tất cả mọi người đều biết đây là sự thật. Không sai. Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu ưỡn ngực. Cẩu gia chính là đại đệ tử của Chân Long Đại Đế, Hắc Sát Cẩu Vương. Mọi người đổ mồ hôi lạnh môn đồ đại đế xưng là vương cũng bình thường mà gia hỏa này là chó được xưng là cẩu vương cũng đúng nhưng nói ra trong miệng của nó vì cái gì mọi người có cảm dắt muốn đánh ánh mắt của bọn họ đánh giá đồ lóc sắt của đại hắc cẩu không có cách thứ này quá chói mắt các ngươi đừng nghĩ cướp bảo bối của cẩu gia đại hắc cẩu lập tức cảnh cáo chúng ta không có hứng thú như vậy mọi người lập tức nói ra thậm chí còn cảm thấy buồn bực xấu hổ trời ạ à, khẩu vị của bọn họ phải nặng cỡ nào mới có thể đi đoạt một cái chó đồ lót nhà ngươi lão cửu đâu mặt tử vân lấy lại tinh thần nàng hỏi đại hắc cẩu a à, lão cửu đôi mắt đại hắc cẩu đảo một vòng nó lập tức ăn nói lung tung ngươi chính là mặt ngư tử sao lão cửu nhà ta nói hắn từ nhỏ đã có một người yêu thanh mai trúc mã cho nên chỉ có thể phụ lòng thâm tình của ngươi một phen vừa nói ra lời này nó lập tức hấp dẫn thù hận chỉ thấy mọi người đều là trợn mắt nhìn hắn đại hắc cẩu giật nảy mình nó vội vàng che đồ lót trên mặt đầy hoảng sợ quả nhiên các ngươi muốn cướp bảo bối của cẩu gia mọi người nhất thời im lặng sau đó lại phát điên tại sao đại đế lại thu gia hỏa này chứ dạng tiện cẩu này lại bị đại đế thu làm môn đồ còn là thủ đồ có thể thành chân long biết được mình có một chi đội ngũ như thế. Chỉ sợ bọn họ cũng không tin nổi. Được rồi, không nên lãng phí thời gian. An Hà Minh vội vàng nói, bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Dịch tinh hiểu há miệng muốn nói, gia hỏa này rất tích cực, một khi để hắn nói chuyện thì còn đến đâu. Hiển nhiên, sức chiến đấu của đầu đại hắc cẩu này cũng không yếu. Hồ Ma Tinh xuất hiện ma nhãn, nhiều nhất một năm là chúng ta có thể tiến vào hắn nói. Bốn người lăng hàng không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì nói thầm, thì ra nơi này gọi là hồ ma, tinh, mà vòng xoáy là ma nhãn. Mục đích của bọn họ là đáy hồ ma tinh. Nơi đó có cái gì? Trực tiếp đào hang xuống đáy hồ. Quá ngây thơ, không biết mặt đất nơi này kiên cố cỡ nào hay sao. Thánh nhân đánh một kích cũng không lưu lại vết tích gì. Trừ phi lăng hàng xuất thủ, Đại đạo quan cùng năng lượng hủy diệt cùng phát huy, khi đó hắn nắm giữ lực phá hoại còn mạnh hơn cả đế binh. Nhưng mà, Lăng hàn cũng không biết dưới đường đáy hồ sẽ có biến hóa như thế nào, cho nên, hiện tại, hắn phải án binh bất động. Một đám người ở lại nơi này. May mắn, khu vực dưới hồ nước không có địa phong bạo nhưng bản thân, nó cũng đã ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Mặc dù Lăng hàn không có xuống hồ nhưng hắn cảm thấy nước hồ tràn ngập lực phá hoại tuyệt đối, không thể tùy tiện đụng chạm. Cho nên, dù người nơi này đều là thánh nhân cũng chỉ có thể đứng xem, không có người nào dám, xuống hồ. Xem vòng xoáy này, nó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển xu thế càng lớn, cứ theo đà này, đáy hồ, sẽ hiện ra nhanh thôi. Bọn họ đang chờ đáy hồ hiện ra. Nguyên nhân phải chờ, mọi người đều đóng quân bên hồ. Mặt tử vân là nữ thần trong suy nghĩ của mọi người, hiện tại cửu vương của thành chân long không có mặt đây chính là cơ hội rất tốt những người này cả ngày vòng quanh mặt tử vân làm cho nàng cảm thấy phiền phức tự nhiên cũng không rảnh lại đi tìm lăng hàng chứng minh hoài nghi trong lòng thời gian ngày lại ngày trôi qua chỉ thấy hai vòng xoáy trong hồ ma tinh càng lúc càng lớn vào một ngày nào đó đáy hồ hiện ra quy củ cũ, cũ chúng ta rút thăm để định người nào tiến vào mắt trái người nào tiến vào mắt phải An Hà Minh nói. Được. Mọi người bắt đầu rút thăm, chỉ chốc lát sau, rút thăm xong, Lăng Hàng rút được mắt trái, ba người hầu, ca tiến vào mắt phải. Bốn người dùng thần thức truyền âm thương lượng một chút, đã đạt thành chung nhận thức, trước theo, vào, nhìn xem bên trong hồ ma tinh có đồ vật gì. Bọn họ cũng không hỏi, hiển nhiên, hỏi một chút khẳng định sẽ lòi ra vấn đề, đầu tiên phải lên đường, trước đã. Sau khi rút thăm kết thúc, bọn họ liền chia hai nhóm, phân biệt tiến vào trong hồ. Hư hư hư, lần này tất cả mọi người không do dự. Từng người tiến vào trong vòng xoáy. Trong đám người, Lăng Hàng Lộ rất bắt mắt, nguyên nhân chỉ có hắn mặt thanh đồng chiến giáp. Chuyện này làm vài người xem thường, thậm chí có cảm giác bất mãn và ô nhục. Chỉ là hộ vệ lại có thể đi theo bọn họ. Nhưng mà, bọn họ tạm thời cũng không có phát tác đoàn người đi vào đáy hồ, chỉ thấy nơi này lại có một cái động, đen thẩm, không biết sâu bao nhiêu. Bọn họ tiến vào trong động, lăng hàng cứ đi theo là được, qua thật lâu, đột nhiên phía trước sáng lên. Nơi này chính là lòng đất. Có điều xuất hiện một động quật cực lớn cao tới ngàn trượng, còn lớn không, biết bao nhiêu. Lăng hàng hiếu kỳ, nơi này cất giấu thứ gì? Vì cái gì lại có hai ma nhãn? Không có người giải thích cho Lăng Hàng biết, cho dù hắn hỏi cũng không ai trả lời, hắn chỉ là hộ vệ mà, thôi, có nhiều câu hỏi như vậy làm gì? Biết công ty hay không? Bọn họ chỉ tiến lên, sau khi tiếp cận một đoạn, phía trước xuất hiện một gốc cây già chết héo, nhưng mà, trên cây còn có dây leo màu tím, nhưng mà, gốc dây leo này sắp chết, đã không có khí tức sinh mệnh. Lưu chuyển Nhưng mà thứ này do tuyệt địa thai ngán ra, như vậy tuyệt đối không phải phàm phẩm đáng tiếc, sắp chết. Lăng Hàng cảm ứng được, trên dây leo tỏa ra khí tức vật chất thủy nguyên nhưng mà quá yếu ớt. A, à, đi dọc theo con đường này tới đây, mục đích chính là vì dây leo già sao. Huy động nhân lực như thế thì không đáng. Lăng Hàng không có lên tiếng, hắn không biết đây là thứ gì. Ngươi, đi lên. Một người đột nhiên hướng về Lăng Hàng quát. Ta. À. Lăng Hàng chỉ vào mình, sau đó cười một tiếng vì cái gì ngươi có tư cách nói không sao người kia cười lạnh nói chúng ta đều là môn đồ đại đế ngươi là thứ gì lăng hàng trầm ngâm một lát nói ta là đại gia ngươi lập tức người kia nổi giận chỉ là một hộ vệ lại dám khiêu khích hắn không biết sống chết cỡ nào các môn đồ đại đế đều lạnh lùng nhìn lăng hàng sát khí ẩn động theo bọn họ nghĩ chỉ là một gã hộ vệ cho dù giết thì thế nào, dám làm càng trước mặt bọn họ. Ha ha, thành chân long thật hiếm thấy, lúc trước có một cửu vương, hiện tại có kẻ không biết tôn ti. Như ngươi. Tên môn đồ đại đế lúc trước lạnh lùng nói, hắn gọi là Quách Minh, là môn đồ thứ sáu của thành chu, yếm. Lăng hàng khó chịu, biết nói tiếng người không? Còn dám phách lối. Tất cả mọi người kinh ngạc, gia hỏa này không có đầu óc sao? chỉ là hộ vệ dựa vào cái gì mạnh miệng với môn đồ đại đế hay cũng không phải hộ vệ của cửu vương thành chân long cho dù cửu vương quét ngang thánh nhân cảnh bọn họ sẽ nhìn hộ vệ hung hăng càng quấy hay sao hừ dám bất kính với chúng ta là ngươi tự ăn ác quả quách minh nói hắn vươn tay bắt lấy lăng hàng hắn muốn ném lăng hàng lên gốc dây leo khô kia lăng hàng bất đắc dĩ lắc đầu khốn kiếp muốn ẩn danh cũng không được vì cái gì hắn luôn bị người ta phá rối khi đang ẩn danh hay giả mạo kẻ khác? Ngươi xem, lần này hắn không phải rất điệu thấp sao, cũng không có chủ động gây sự. Chẳng lẽ ta rất chói mắt? Hắn thì thào nói. Lúc này, bàn tay của Quách Minh đã đánh tới, nhưng khi hắn muốn ném lăng hàng thì lại lúng túng, bởi vì hắn phát hiện lăng hàng không nhúc nhích tí nào. Căn bản không bị sách lên nổi, tê, tại sao? Quách Minh sửng sốt một chút, sau đó hắn phát lực nhưng không thành. Lập tức, hắn cảm thấy mặt nóng rát. Người ta cũng không có hoàng thủ, chính mình lại không thể làm gì, mặt mũi còn đâu. Hắn lại vươn tay khác ra bắt lấy lăng hàng, sau đó hét lớn một tiếng, hắn muốn ném lăng hàng ra bên, ngoài. Nhưng mà, vẫn là không được. Lăng hàng vẫn đứng ở nơi đó giống như dưới chân mọc rễ. Quách Minh chấn kinh, chẳng lẽ tu vi của hộ vệ này cao hơn mình? hắn đã là thánh nhân thất tinh. Cho dù Lăng Hàng là thánh nhân cửu tinh, nhưng với thiên phú của hắn, chẳng lẽ còn không áp chế nổi sao? Ngươi nên đi thôi. Lăng Hàng xuất thủ, hắn ném thân thể quách minh bay ra ngoài, sau đó nặng nề đụng vào đại thụ. Trong quá trình bay đi, hắn nhìn thấy quách minh biến sắc, giống như nhận lấy kinh hải to lớn, sau khi chạm vào gốc cây thì hắn muốn lao nhanh xuống đất, đáng tiếc, đã chậm. Tư, một đạo lôi đình màu tím từ dây leo bổ xuống lôi đình đánh trúng quách minh quách minh muốn tránh nhưng tốc độ của lôi đình nhanh hơn hắn quá nhiều hắn không thể làm gì a à, hắn kêu la thảm thiết toàn thân đều bốc khói trên thân còn có mùi thịt bay ra tư 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 lôi đình màu tím đánh xuống liên tiếp dù trên người quách minh mặc bạch ngân chiến giáp tăng phòng ngự lên cực lớn cũng vô dụng lôi đình màu tím giống như không nhìn phòng ngự chúng, trực tiếp đã kích thân thể của hắn. Sau mấy lần như thế, Quách Minh nằm trên mặt đất, trên người còn có khói bốc lên. Có bảy thành chính sao? Lăng hàng phán đoán, đây là phán đoán của ăn hàng chuyên nghiệp. Xoát, lúc này các môn đồ đại đế khác đều nhìn sang. Ngươi là ai? An Hà Minh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thận trọng, tất cả đều khiếp sợ không nói thành lời. Hắn phất tay ném Quách Minh ra ngoài, ném dễ dàng như ném giấy lộn, kẻ này có thực lực cường đại, cỡ nào? Hộ vệ có thể mạnh như vậy sao? Lăng Hàng thở dài, nói, các ngươi biết rõ ta ghét nhất là cái gì không? Chúng ta làm sao biết? Mặc dù trong lòng nói như vậy, nhưng An Hà Minh vẫn nén xúc động xuất thủ và hỏi, là cái gì? Chính là người khác làm sụp đổ bố trí của ta. Lăng Hàng nhổ nước bọt và nói các ngươi nên hiểu ta hao tâm tổn trí suy nghĩ, che giấu thân phận tiến vào nội bộ địch nhân, kết quả, lại bởi vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà lộ thân phận. Mẹ nó, ngươi nhổ nước bọt làm gì? An Hà Minh hừ một tiếng, quả nhiên, ngươi là giả mạo. Không chỉ lăng hàng, còn có tiện cẩu và hầu tử, thằng làng kia nữa, bọn họ đang nghĩ tại sao khẩu vị của chân long đại đế nặng như vậy, có thể thu môn đồ như thế. Lăng Hàn cười nói, nếu các ngươi làm sập bố trí của ta, ta chỉ có thể diệt khẩu tất cả các ngươi. Tâm hắn niệm khẽ động, hóa thành nguyên bản bộ dáng. Chuyện này không thể bị người ta nhận ra, dù sao hoàn toàn không giống Cửu Vương. An Hà Minh cười ha ha, ngươi cho rằng chính mình là ai? Trừ Cửu Vương yêu nghiệt vô biên ra, trên đời này còn có người thứ hai, có thể dùng sức một mình quét ngang bảy đại vương bài sao? Không có đây là chuyện không thể nào. Bắt lấy hắn, khảo vấn lai lịch của hắn. Ân. Các môn đồ đại đế đều gật đầu, mỗi người lộ ra hung quang. Đến. Lăng hàng ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn vô cùng xem thường bọn họ. Cùng tiến lên. An Hà Minh kêu lên, thực lực của đối phương không yếu, hắn không dám xem thường. Cho nên, vì lý do an toàn nên phải liên thủ. Hưu hư hưu, hư mọi người lao ra ngoài. Lăng Hàng thở dài, hắn mất hứng thú. Trước đó, bảy đại vương bài liên thủ chiến hắn, hắn cũng giải quyết nhẹ nhõm. Hiện tại thế nào? Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng nơi này chỉ có bốn tên vương bài, chẳng phải đang nói thực, lực mạnh yếu càng lớn hơn trước hay sao? Lăng Hàng đưa tay, cũng không thấy tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu. Xúc thủ huyền diệu cỡ nào, hắn, khẽ vương tay đã bắt lấy một người, sau đó, xèo, hắn ném về phía gốc dây leo già. Tư, lôi đình màu tím lại đánh vào người này. Lăng hàng không tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ né tránh, sau đó quan sát tình hình. Không lâu lắm, người kia nằm bất động trên mặt đất, mà lôi đình cũng không tiếp tục bổ hắn. Lại đến. Lăng hàng tùy ý ném một người về phía gốc cây khô. Vẫn giống như trước, lôi đình đánh xuống, người kia kêu thảm không thôi hắn không quan tâm nhưng đám người an hà minh lại lâm vào khủng hoảng bị bọn họ vây công lăng hàng còn có thế nhẹ nhõm như thế có thể nói lăng hàng như vào chỗ không người đối thủ này là ma quỷ sao làm sao bây giờ bọn họ nhìn nhau trong lòng sinh ra hàng khí rất mạnh tế thánh khí bọn họ vận dụng thánh khí tấn công lăng hàng nhưng mà bọn họ có thể lật ngược tình thế hay sao? Lăng Hàng đấm ra một quyền, chẳng những ánh sáng của thánh khí biến mất, ngay cả thánh khí cũng bị hủy hoại. Đây, đây là quái vật gì? Ngươi đến là ai? Là đại đế sao? Tất cả mọi người là cảm giác lông tơ dựng đứng. Trừ đại đế ra, còn có ai mạnh như thế? Lăng Hàng lắc đầu, hắn liên tục xuất thủ, hắn không ngừng ném người về phía dây leo, không ai có thể bỏ chạy cường đại như hắn đã có mục tiêu uy thế chuẩn đế hắn cười cười và ném người về phía cây khô thế nào biết rõ cái gì gọi là phong thủy luân chuyển chưa mọi người đều im lặng bọn họ lúc trước ép lăng hàng đến gần cây khô lại không có thực hiện được người căn bản không phải người bị hại nói phong thủy luân chuyển là thế nào không chỉ như thế lăng hàng đánh bại nhục thể và giày vò tinh thần của bọn họ chuyện này người nào nha các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 5216 tới 5220. Làm Lăng hàng ném người thứ 9, uy lực của lôi đình giảm bớt. Lại ném, lại ném, lại ném, ném đến người thứ 14, uy lực đã nhỏ đến cực hạn, lại ném người thứ 15 thì không thấy suy yếu. Đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc lá rơi ra khỏi dây leo, nó bay một vòng và rơi về phía Lăng hàng. A à, Lăng Hàng nhìn lướt qua, hắn cảm thấy mọi người đang nhìn chầm chầm vào phiến lá, giống như thứ, này rất trọng yếu. Hắn không có chủ quan, hắn dùng thần niệm quét qua, sau đó hắn vươn tay bắt lấy phiến lá. Chuyện này làm mọi người không tự chủ nuốt nước bọt, lộ ra dáng vẻ hâm mộ vẻ ghen ghét. Lăng Hàng kinh ngạc, phiến lá này thật sự có một tia vật chất thủy nguyên, nhưng mà ít đến thương, cảm, các ngươi cần khẩn trương như vậy sao? Chẳng lẽ, nó có công dụng khác lăng hàng đưa tay bắt lấy những người vừa bị ném đi vừa nảy sau đó đánh tỉnh bọn họ hiện tại ai nói cho ta biết lá cây có tác dụng gì lăng hàng hỏi hắn nhìn mọi người sau đó dừng lại trên người lạc dịch tinh hiểu hắn cười nói ngươi đến trả lời hừ ngươi cho rằng ta sẽ nói xèo lạc dịch tinh hiểu còn muốn mạnh miệng nhưng chưa nói xong hắn đã bị lăng hàng ném ra ngoài bành hắn đụng vào cây khô, cây khô lại phát uy đánh ra lôi đình màu tím, làm cho Lăng Hàng kinh ngạc, chính là, uy lực lại mạnh hơn, mạnh hơn lúc ban đầu. a, à, đây là cái quỷ gì? Những người khác đều hít khí lạnh, gia hỏa này cũng quá tàn nhẫn, rõ ràng đã có lá cây còn dày vào bọn, họ. Đủ rồi. Thấy Lăng Hàng còn muốn đưa tay, An Hà Minh quát lớn. Ngươi đã có được lá tử bối, không cần thiết cố ý dày vào người khác như thế đúng thế tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn cảm thấy lăng hàng làm quá mức lăng hàng lắc đầu các ngươi là thiểu năng trí tuệ sao ta cũng không phải người nơi này ta làm sao biết lá tử bối lá hồng bối khí thế của mọi người suy yếu đúng vậy gia hỏa này quá xa lạ tất nhiên không phải là người nơi này hắn làm sao biết thứ này là gì tốt ta cho ngươi biết an hà minh nói nắm lấy lá tử bối này đi lên phía trước phía trước còn có ba cây dùng biện pháp tương tự lấy một lá sau đó tụ hợp với đội ngũ khác là có thể mở ra mẫu đằng tiến vào thủy nguyên trì thủy nguyên trì lăng hàng cảm giác tim đập mạnh vừa nghe đã biết đây là đồ tốt tới 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 nói đến lại cụ thể một điểm hắn nói an hà minh đã nói ra nên không hề giấu giếm hắn nói ra tin tức mình biết thì ra gốc dây leo già chỉ là nhánh của mẫu đằng, tổng cộng có 8 chi, phân biệt tiến vào trong hai vòng xoáy. Trên mỗi cây có một lá, có thể thông qua mẫu đằng tiến vào thủy nguyên trì. Sau khi ma nhãn mở ra, chính là thời điểm quy lực mẫu đằng nhỏ suy yếu nhất, nhưng thời gian chỉ có mấy ngày mà thôi. Cho nên, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, còn phải chia binh hai đường, nếu không, bọn họ không thể nhân thời gian suy yếu mà thu đủ tám lá. Lúc này không chiếm được, sau này đừng mơ tưởng. Mà mỗi một lần mẫu đằng sẽ chỉ rơi xuống một chiếc lá, tiếp theo sẽ vô cùng cuồng bại, căn bản không, có cách nào khai thác phiến lá thứ hai. Lăng hàng A một cái, hắn nhìn dây leo già, hắn cảm thấy hiếu kỳ, hắn có thể ngăn cản lôi đình xung kích, hay không? Hắn tiến lên phía trước. Gia hỏa này điên rồi. An Hà Minh nhỏ giọng thì thào, cho dù bọn họ mặc bạch ngân chiến giáp cũng không dám đi lên cho lôi đình oanh kích, sau khi dây leo cùng bạo thì nó có thể giết người như cắt cỏ. Hắc hắc! Lăng Hàng dừng bước và quay đầu nhìn sang An Hà Minh. Ngươi nhắc nhở rất có đạo lý. Chuyện này càng làm người khác muốn đánh An Hà Minh, thật vất vả tên sát tinh này muốn tự tìm, đường chết, ngươi nhắc nhở hắn làm gì? An Hà Minh cũng hối hận không thôi, đúng vậy, vì cái gì miệng hắn tiện như thế lăng hàn đưa tay bắt lấy an hà minh sau đó hắn ném về phía trước móa an hà minh biến sắc thì ra lăng hàn cũng không có bỏ suy nghĩ thử dây leo mà hắn chính là thiên thịt trời ạ à, hắn đang nâng tảng đá đập chân của mình sao hắn muốn khóc vì cái gì chính mình miệng tiện như vậy hắn cũng không phải lạc dịch tinh hiểu thích biện luận kia tại sao miệng hắn lại tiện như vậy lăng hàng từ từ đến gần ti chớp bổ xuống an hà minh liền phát hiện mình bị lăng hàng nâng lên ngăn cản trước người xong đời bị lôi đình cuồng bạo như thế đánh trúng cho dù không chết cũng trọng thương a à. hắn không phát hiện cảm giác đau đớn xảy ra chuyện gì hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy lôi đình đã biến mất giống như chưa từng đánh xuống chạy đi đâu rồi hắn nhìn những người kia những người này đang trố mắt nhìn gương mặt như nhìn thấy quỷ xảy ra chuyện gì hắn không nhìn thấy nhưng mọi người lại nhìn thấy rõ ràng vừa rồi lôi đình đánh tới trước người an hà minh lăng hàn chỉ dọa an hà minh một chút mà thôi trên thực tế xuất quyền ngăn cản lôi đình chuyện làm người ta cảm thấy khủng bố nhất chính là một quyền có thể đánh nát lôi đình trời ạ à, tại sao lại có quái vật như vậy có thực lực như vậy hoàn toàn có thể ngắt lấy lá tử bối, cũng xông thẳng vào mẫu đằng. Tư, lại có một tia chớp bổ xuống. Lúc này, An Hà Minh nhìn thấy rõ ràng, Lăng Hàn đấm ra một quyền, đánh vào Lôi Đình, hắn cũng hóa, giải Lôi Đình kinh khủng kia. Ngươi là đại đế sao? Nếu không, tại sao ngươi mạnh như thế? Lăng Hàn cười nói, ta đương nhiên là thánh nhân, không tin, ngươi xem thánh hỏa của ta. Hắn giới thiệu thánh hỏa của mình tranh sắc, thánh nhân tam tinh hàng thật giá thật. Chuyện này làm mọi người hóa đá, thánh nhân tam tinh. Gia hỏa này mạnh tới mức bọn họ hoài nghi hắn là đại đế, thế mà hắn chỉ là thánh nhân tam tinh. Có ai tin tưởng? Lăng hàng gánh vài chiêu và mất đi hứng thú. Quy lực này rất mạnh, chỉ kém một ít là đạt tới cấp chuẩn đế, nhưng mà hắn có thể ngăn cản được. Ở bên ngoài, công kích như vậy rất kinh khủng, nhưng đây chính là vực sâu nguyên thủy so sánh với thiên địa phong bạo chuyện này chỉ là trò trẻ con hắn lại hái mấy lá cây sau đó ném đám người an hà minh xuống dưới dây leo ngay sau đó gia hỏa này trọng thương hôn mê những người này có tỉnh lại cũng không dám lộn xộn khẽ động sẽ bị lôi đình đánh xuống lăng hàng không có thù với đám người này nhưng mà hắn có khả năng đứng ở mặt đối lập với ba mươi sáu thần thú cho nên không có tự tay làm thịt những môn đồ đại đế này đã là nhân từ lắm rồi. Chủ yếu nhất là, dù giết, những người này cũng có khả năng bị sáng tạo ra, cho nên còn không bằng vây bọn họ ở đây. Lăng hàng nghênh ngang rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện một gốc dây leo già. Lần này hắn không khách khí, hắn trực tiếp xông qua, mặc cho lôi đình đánh xuống, hắn lại hái xuống, vài lá cây. Cứ như vậy, hắn đi một mạch chừng nửa ngày, phía trước xuất hiện một gốc cây khô thật to. Điểm khác biệt với dây leo khác chính là dây leo già tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mỗi một lá cây còn có lôi, đình lóe sáng. Quy lực không thể kinh thường. Lăng hàng cảm thấy ngứa tay, hắn tức bước tiến lên thử một lần. Nhưng mà hắn phát hiện dây leo già không công kích hắn. A. À, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Mình mang theo lá tử bối trên người có khí tức dây leo già cho nên dây leo mới cho rằng là người mình được rồi hắn đi tới một bên đem lá tử bối lấy ra ngoài phóng tới trên mặt đất không có việc gì lá tử bối sinh trưởng tại đây nên có thể gánh được siêu trọng lực sau đó lăng hàng tiến lên lần nữa lần này dây leo già không khách khí nữa nó bổ lôi đình muốn chém giết lăng hàng đến hay lắm lăng hàng cười ha ha hắn xuất quyền ngăn cản Tư. Chỉ một kích mà thôi, trên nắm tay lăng hàng xuất hiện vết cháy, 54 đạo quy tắc bát tinh, cùng bột phát cũng không thể ngăn hàng. Lăng hàng kinh ngạc, khó trách đây là mẫu đằng, quy lực còn cường đại hơn dây leo đằng trước quá, nhiều. Nhưng mà, như vậy là có thể ngăn cản hắn hay sao? Lăng hàng vung vẩy song quyền, dũng cảm tiến tới. Lần này, hắn vận dụng năng lượng hủy diệt, lôi đình đập tới sẽ bị năng lượng hủy diệt chôn vùi, cho dù còn lưu lại một tia dư uy nhưng 54 đạo quy tắc bát tinh sẽ tiêu trừ dễ dàng. Lăng Hàng cười ha ha, hắn cường thế đột kích, cũng nhanh chóng lao tới trước mẫu đằng. Hắn phát hiện, thân cây khô trống rỗng, đó là hốc cây to lớn khoảng 3 người ôm mới hết, hoàn toàn có, thể cho người ta đi vào dễ dàng. Phía dưới này, chính là Thủy Nguyên Trì sao. Lăng Hàng tiến vào hốc cây, hắn tiện đường tiến lên. Qua một lúc, Hắn xuống dưới hố và thấy một cái ao không lớn, trong ao có chất lỏng sền sệt, nó đang tỏa ra khí tức vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn vui mừng lẫn sợ hãi, hắn phát tài. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Hắn lấy lá tử bối ra, sau đó mới đi vào hốc cây, cũng vốc nước ao đưa vào miệng, hắn không chút do dự nuốt vào. Ông, sau đầu hắn xuất hiện đại đạo. Hiện tại Lăng Hàn có thể khẳng định, đây là đại đạo không trọn vẹn chỉ có sinh mệnh cơ sở nhưng không có sáng tạo, hủy diệt và tử vong. Đương nhiên hắn không để ý, chỉ cần quan sát đại đạo và không ngừng rút ra quy tắc. Đồng thời, được vật chất thủy nguyên ủng hộ, thân thể của hắn không tịch diệt vẫn có thể dung nạp thêm quy tắc mới. Sau gần nửa ngày, Lăng Hàn thành công đã dung nạp một đạo quy tắc mới, tổng số đạt đến 50, 5 đạo. Nhưng mà, vật chất thủy nguyên cũng hao hết, Hắn lại vốc lên uống lần nữa. Lại đến. Lần này, một ngụm vật chất thủy nguyên đã không đủ chèo chống hắn ngộ đạo, thế là hắn lại uống tiếp. Hai ngày sau đó, Lăng Hàn đã dung nạp quy tắc thứ 56 đạo. Lúc này, hắn cảm thấy bên ngoài có khí tức ập tới. Đám người hầu ca tới rồi. Lăng Hàn không có vội vã đi ra ngoài, hắn dùng thần thức quan sát. A, à, một nửa khác người còn chưa tới có người nhìn trái nhìn phải ha ha vẫn là chúng ta nhanh hơn chờ một chút đi cũng chỉ có thể như thế nhóm người này ngồi xếp bằng cách mẫu đằng trăm trượng không còn dám tiếp cận nếu không sẽ bị lôi đình oanh kích lăng hàng nhìn thấy trên thân hầu ca tiểu thanh long đại hắc cẩu đều có vết tích lôi đình đánh Chúng hơn nữa là rất nhiều không giống những người khác cũng chỉ có một hai đạo mà thôi hiển nhiên bọn họ bị đãi ngộ giống lăng hàng bị buộc phải chống cự uy năng của dây leo lăng hàng không nhịn được nữa hắn đứng lên và đi ra ngoài ồ nhìn thấy một người bò ra khỏi hốc cây đám người mặc tử vân chấn kinh đến mức rối tinh rối mù nơi này có người làm sao có thể chứ khi trôi qua mấy trăm vạn năm mẫu đằng mới có thể nên đón một lần suy yếu mới có thể tiến vào đây hái lá tử bối tuyệt đối không thể lấy thêm, bởi vì lực lượng sẽ cùng bạo hơn rất nhiều. Mà muốn thông qua mẫu nhảy cản trở, tiến vào trong hốc cây, như vậy cần hái ít nhất 8 lá tử bối. Hiện tại, bốn lá tử bối trong tay bọn họ, người này đi vào thế nào? Lá tử bối lưu lại lần trước. Xấu hổ, một khi lá tử bối cách dây leo chỉ có thể bảo trì một tháng, tất nhiên sẽ hóa đạo về trời đất, không thể bảo tồn. Ngươi là ai? tại sao ngươi có nhiều lá tử bối như thế? Lập tức có người quát hỏi Lăng Hàng. Lăng Hàng lại không quan tâm, hắn cười nói với Đại Hắc Cẩu, lúc này trang bức không được, bị người ta bắt nạt đúng không? Đại Hắc Cẩu vô cùng buồn bực, ai mà biết đám gia hỏa này không có tình nghĩa sư huynh đệ. Chúng đẩy cẩu gia vào trong hố lửa. Nghe nói như thế, đám người mặt tử vân xem thường. Ngươi miệng tiện cỡ nào, trong nội tâm không nói một chút không có làm thịt ngươi là xem mặt mũi của chân long đại đế đấy. Lăng hàng gật gật đầu, tốt, chúng ta đòi nợ thôi. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Có người quát hỏi lăng hàng, mặc dù lăng hàng có mặt thanh đồng chiến giáp, nhưng hắn đã khôi phục, như ban đầu, tự nhiên không bị người khác nhận biết. Miệng không sạch sẽ. Lăng hàng hừ một tiếng, hắn lập tức xuất hiện trước mặt người này. Sau đó hắn vung tay ném người này về phía mẫu đằng. Tư Lôi đình đập tới, người kia hét thảm một tiếng và nằm sắp trên mặt đất, cũng không biết còn sống hay đã chết. Khả năng chết đi rất lớn, nguyên nhân uy thế của mẫu đằng đạt tới 54 đạo quy tắc bát tinh, thậm chí còn mạnh hơn. Mọi người đều kinh hãi, bởi vì bọn họ không nhìn thấy lăng hàng xuất thủ như thế nào. Chỉ biến mất và ném người đi. Không có một tia chống cự gì. Mặt tử vân nhìn chăm chú về phía lăng hàng, nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Dường như chỉ có một người. Cửu vương. Nàng nói ra hai chữ này, ngữ khí biến thành ai oán, cũng có một chút tức giận. Rất tức hiếp người, người này đùa nghịch nàng, trọng kiến của nàng, còn trốn ở thành chân long không, gặp nàng. Ngươi nhận lầm người. Lăng hàng quả quyết phủ nhận, lại suy nghĩ một chút, hắn không thể làm yếu khí thế, hắn lập tức lại lộ, hung quang hầu ca lão hắc chúng ta có thù báo thù có oán báo oán giết bốn người xông ra ngoài cũng không quan tâm dùng ít địch nhiều tất cả mọi người giận dữ các ngươi quá xem thường người khác nhưng vừa mới giao thủ bọn họ đã biết bốn người đối phương thật sự không xem thường người nào cả mẹ nó quá mạnh hoàn toàn đánh không lại lăng hàng không lãng phí thời gian hắn nhanh chóng đánh bại đám người mặt tử vân. Tiểu hàng tử, ngươi thật sự không biết thương hương tiết ngọc. Đại hắc cẩu chỉ chỉ mặt tử vân. Người ta nhớ mãi không quên đấy. Ngươi xem, hai lần đều suýt nhận ra lăng hàng, mặc dù ở trong lòng của nàng, bộ dáng cửu vương mới là bản tôn của lăng hàng. Lăng hàng nhún vai, lát nữa các ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Hắc hắc, ta hiểu. Đại hắc cẩu, Tiểu Thanh Long không phải người chịu thiệt, lúc này ném đám người vào mẫu đằng, một đạo đạo lôi đình đập xuống, tất cả mọi người kêu la thảm thiết. Còn tốt, đám người đại hắc cẩu không muốn giết người, cũng không có ném người quá gần mẫu thụ, nếu không nhiều chỉ có vài vương bài còn sống, những người khác sẽ phải chết. Mặt tử vân càng may mắn, bị ném vào phía ngoài nhất, gần như không bị lôi đình đánh vào người. Đi, đi vào ăn vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn nói ánh mắt đám người hầu ca sáng lên, bọn họ cũng muốn gia tăng tu vi, nhưng hiện tại tài nguyên không, nhiều, như vậy khẳng định phải dùng trên thân lăng hàng trước, bản thân mình chỉ có thể dựa vào khổ, tu. Xem ý của lăng hàng, dường như vật chất thủy nguyên rất nhiều. Lá tử bối không đủ. Đại hát cẩu lập tức nói. Không có việc gì. Lăng hàng đem lấy lá tử bối của mình phân ra ngoài, lại cướp bốn mảnh trong tay đám người mặt tử, vâng vừa vặn có thể vũ trang cho ba người hầu ca vậy còn ngươi đại hắc cậu hỏi ta à. lăng hàng cười một tiếng hắn tiến lên phía trước tư 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 lôi đình đánh vào lăng hàng nhưng bị hắn xuất quyền đánh tan toàn bộ a à. người nằm trên mặt đất thảm rồi bị lôi đình đánh trúng cho nên kêu la thảm thiết chuyện này càng làm đám người mặt tử vân buồn bực chẳng những muốn nhìn lăng hàng trang bức còn bị sét đánh trúng nhân sinh cũng quá bất hạnh lăng hàng nhanh chóng đi tới cây khô sau đó quay đầu vẫy tay với đám người hầu ca đám người hầu ca cũng tiến lên bọn họ có lá tử bối nơi tay che đậy khí tức của bọn họ mẫu đằng sẻ không oanh kích bọn họ thế là bốn huynh đệ đi vào hốc cây nhiều vật chất thủy nguyên như vậy đại hắc cẩu lập tức hưng phấn tới 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 đừng khách khí Lăng Hàn cười nói, bốn người vây quanh cái ao, sau đó tất cả vốc vật chất thủy nguyên đưa vào miệng. Không giống với Lăng Hàn, ba người hầu ca ăn vật chất thủy nguyên cũng không lĩnh ngộ đại đạo. Đây là đặc quyền của bá chủ nguyên thế giới sao? Lăng Hàn sinh ra ý niệm này. Nhưng hắn lập tức bỏ qua một bên, cũng bắt đầu luyện hóa. Bốn huynh đệ không ngừng uống, tất cả đang gia tăng tu vi lên nhanh chóng. Thiên phú võ đạo của Lăng Hàng mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng ba người hầu ca có thiên phú, không yếu, có vật chất thủy nguyên trợ giúp, bọn họ đều có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc trong thời, gian ngắn. Theo đạo lý, tu vi của bọn họ có thể tiến thêm một bậc, nhưng mà, nguyên nhân đặc thù của vật chất, thủy nguyên, thân thể của bọn họ sẽ không tịch diệt. Đừng nhìn cảnh giới không có tăng lên. Nhưng đây là chuyện tốt cầu còn không được. Nguyên bản, thiên phú của đám người hầu ca còn yếu hơn con của đại đế một chút nhưng mà có cơ duyên lần này bọn họ có thể đuổi kịp dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ không quá lớn nhưng mà vật chất thủy nguyên chỉ có thể dệt hoa trên gấm mà không có cách gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đám người hầu ca dung nạp mấy đạo quy tắc thì đạt tới cực hạn nhất định phải thân thể tịch diệt mới có thể dung nạp thêm quy tắc từ điểm đó mà nói bọn họ còn kém lăng hàng rất nhiều lăng hàng có cảm giác sau khi hắn mang nguyên thế giới ra ngoài thân thể hắn trống ra nhiều hơn hắn có thể dùng để dung nạp càng nhiều quy tắc nói cách khác cho dù không có vật chất thủy nguyên trợ giúp hắn tu hành ở bên ngoài khả năng dung nạp quy tắc cũng nhiều hơn một bậc đám người hầu ca đã đạt đến bình cảnh chỉ dựa vào vật chất thủy nguyên không cách nào gia tăng tu vì nhất định phải tiến thêm một bước tìm hiểu quy tắc bởi vậy, bọn họ không tiếp tục phục dụng vật chất thủy nguyên, làm như vậy chỉ lãng phí bảo vật. Hơn nữa, lá tử bối trên người bọn họ đang từ từ khô héo, bộ rễ mẫu đằng đâm vào nơi này, còn có lôi, đình chấp động, tùy thời có thể công kích bọn họ. Không có cách, ba người hầu ca đành phải rời đi trước. Đại hắc cẩu còn muốn chứa một ít vật chất thủy nguyên rời đi, nhưng nơi này không có khả năng, mang theo pháp khí không gian, làm sao có thể chứa được bây giờ nhiều lắm là ở trong miệng hàm bên trên một cái, có thế chẳng lẽ muốn một mực như thế bảo tồn sao? Lăng Hàng tiếp tục tu hành bên cạnh ao, hắn đã bị lôi đình bổ thành thói quen. Thậm chí dưỡng thành, trạng thái vừa ngộ đạo vừa ngăn cản. 57 đạo, 58 đạo, 59 đạo. Hắn thân nạp quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, mặc dù tốc độ gia tăng càng ngày càng chậm, nhưng tăng lên rất ổn định. 60. 61 62 Mặc dù tâm linh của Lăng Hàn không gần sóng nhưng lại tràn đầy chờ đợi. 70 đạo chính là ranh giới, một khi nhảy ra, hắn có thể ngang hàng với chuẩn đế, sau đó lại tăng thêm một chút, lúc này hắn có thể chiến thắng chuẩn đế. Hiện tại cái gì uy hiếp hắn lớn nhất? Không phải 36 thần thú, trong toàn bộ vực sâu nguyên thủy này, thần thú ít khi lộ diện. Cũng không phải 12 tuyệt địa chi chủ bởi vì bọn họ có hạn chế rất lớn, sẽ không tùy tiện ra tay. Mà là tiên thiên kim linh. Bản thân nó chính là chuẩn đế, lại thêm một tia thần hồn của 12 vị tuyệt địa chi chủ thao túng, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù ba người đa gia Phật liên thủ cũng chỉ có thế miễn cưỡng ngăn lại, có thể nói là chiến lực mạnh, nhất dưới đại đế. Tiên thiên kim linh cũng không bị hạn chế gì, muốn đi đâu thì đi, uy hiếp của nó cũng lớn nhất, 65, 66, 67, 69. Chỉ kém một đạo, nhưng vật chất thủy nguyên trong hồ cũng gần bị lăng hàng uống hết. Xong, dù thế nào cũng phải đạt tới 70 đạo. Lăng hàng nắm chặt cơ hội cuối cùng, hắn cảm ngộ đại đạo, rút ra quy tắc. Thời điểm đại đạo quan biến mất, thân thể hắn rung động, hai mắt mở ra và bắn ra tia sáng đáng sợ, ba ba ba, hào quang làm hư không nổ tung. Phải biết, kết cấu nơi này rất vững chắc, cho dù đại đế khai chiến cũng không tạo thành bao nhiêu phá, hư, hắn hiện tại có thể làm hư không nổ tung, đây là việc rất kinh khủng. Mặc dù hư không chỉ nổ tung một cái và khép lại, căn bản không có khả năng cho người ta đi vào. Lôi đình lại đánh tới, lăng hàng cũng lười xuất thủ, mặc kệ lôi đình oanh kích, nhưng khi lôi đình đánh, tới thì trên người hắn xuất hiện hào quang đại đạo. Đó là 70 đạo quy tắc bát tinh đang vào thành lưới. Lăng Hàn, bình yên vô sự. Hắn vương người đứng dậy và rời khỏi hốc cây. Đám người hầu ca đã đợi rất lâu, người nào cũng hỏi, tiến cảnh như thế nào. Lăng Hàn cười một tiếng, có thế địch lại chuẩn đế, nghe được Lăng Hàn trả lời, đám người hầu ca cảm thấy kích thích. Đi, chúng ta đi làm một vố lớn. Đại hắc cẩu kêu gào. Lăng Hàn cười cười, đi tìm tuyệt địa chi chủ hay là thần thú. Chuyện này làm đại hắc cẩu suy sụp, chuẩn đế ở trước mặt đại đế cũng không đáng chú ý, vậy chúng ta tiếp lấy xâm nhập, lại đi tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Tiểu Thanh Long nói. Lăng Hàn lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn đám người mặt tử vân, cười nói, chúng ta rời đi, cũng mang chiến giáp của bọn họ ra ngoài. Ân. Ba người hầu ca đều gật đầu, có chiến giáp hay không, ở trong vực sâu nguyên thủy chính là hai tầng, khác biệt sau khi mang nhiều chiến giáp ra ngoài như vậy sẽ có càng nhiều người đi vào từ đó gia nhập vào đội ngủ tìm kiếm vật chất thủy nguyên còn nữa ta muốn xem sau khi những người này mất tích bọn họ có được sáng tạo ra hay không lăng hàn lại nói một câu tiểu thanh long càng hiếu kỳ có lẽ chân long đại đế cũng bị sáng tạo ra nếu như là nó hận kẻ sáng tạo ra chân long đại đế thấu xương bởi vì đó là kẻ làm ô nhục phụ thân nó. Nhớ ngày đó, chân long hoành hành thiên hạ, được xưng là đệ nhất thần thú, nhưng còn bây giờ thì, sao? Hai ba chiêu đã bị đại đế sa đọa đánh bại, quả thực đã làm chân long nhất mạch cảm thấy nhục nhã. Bọn họ tóm lấy đám người mặt tử vân và lui ra ngoài, cũng trói đám người an hà minh ra khỏi ma, hồ. Trên đường về rất yên tĩnh, không có gặp được thiên địa phong bạo. Không tới hai tháng bọn họ đã đi, tới thành chân long đoàn người bọn họ đi vào thành. Đi vòng qua. Không được. Thật ra thành chân long xây dựng tại hạp cốc một sơn mạch vắt ngang qua nơi này, nếu đi vòng qua, nhất định phải trèo đèo lội suối, nhưng mà dãy núi này rất đáng sợ, có siêu cấp sát cơ, chém giết chuẩn, đế không khó, cho nên, bọn họ mạo hiểm đi vòng, vô cùng có khả năng bị tiêu diệt sạch sẽ. Chuyện này càng làm lăng hàn cảm thán đại đế chính là đại đế, có thể hóa hiểm địa thành thành thị thủ bút quá kinh người như vậy đi vào trong thành lại nên ngang đi ra ngoài nhưng bọn họ mang theo một đám môn đồ đại đế tiến lên chuyện này muốn không gây chú ý cũng khó so sánh với nhau đi trong thành an toàn hơn lăng hàn đã đưa ra quyết định ta có đế binh nơi tây hiện tại lại có chiến lực cấp chuẩn đế cho dù thế nào cũng có khả năng ngăn cản hai ba chiêu của chân long đại đế nghĩ tới đây bốn người sinh ra lòng tin mà lăng hàn càng chờ mong hắn hiện tại khai chiến với chân long đại đế mặc dù hắn thua nhưng không có khả năng bị miễu sát bọn họ đánh ngất xỉu đám người mặc tử vân và gõ cửa thành chư chư vị đại nhân phát hiện lại có nhiều người mặc bạch ngân chiến giáp như vậy thủ vệ cả kinh rớt trong mắt ra ngoài ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát lăng hàn gật đầu những đại nhân này đều bị trọng thương cần mau chóng vào thành trị liệu đúng 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 thủ vệ kia vội vàng cung kính mời đám người lăng hàng tiến vào trong thành sau đó đi báo cáo cấp trên nhiều môn đồ đại đế như vậy quan hệ trọng đại bốn người lăng hàng lập tức dẫn người rời đi lấy cước trình của bọn họ không qua bao lâu đã đi tới cửa thành bên kia ra cửa này bọn họ liền có thể chân chính đạp lên rời đi con đường chư vị đại nhân làm việc còn không tranh thủ thời gian mở cửa. Tiểu Thanh Long lập tức quát lớn. Nhìn thấy nhiều người mặt bạch ngân chiến giáp như thế, thủ vệ đã sớm bị kinh hãi, nào dám hỏi cái, gì, bọn họ tranh thủ mở cửa thành. Bốn người lăn hàng cười một tiếng, mang theo chiến lợi phẩm ra khỏi thành. Lúc này, dù trong thành phát hiện không ổn, thời điểm lại đuổi theo ra ngoài thì có thể đuổi kịp bọn họ. Hay sao? Lại nói, chân long đại đế không ra ai đuổi theo cũng đưa đồ ăn mà thôi oanh nhưng bọn họ xui xẻo chưa đi bao xa đã gặp thiên địa phong bạo thiên thạch đáng sợ rơi từ trên trời xuống cho dù là đại đế cũng phải nhíu mày bọn họ cũng chậm lại còn chưa lui mấy lần lăng hàng nhíu mày hắn cảm ứng được khí tức cường đại đang tới gần chỉ sợ hai ba giây sau sẽ tới nơi phía sau hắn đám người hầu ca cũng cảm ứng được cổ khí tức này. Ha ha, chân long đại đế xuất quan đuổi theo, các ngươi xong đời. An Hà Minh cười lạnh nói. Mấy người kia đã tỉnh lại, nhưng bị lăng hàng phong bế tu vi nên không thể phản kháng. Hơn nữa, nơi này trọng lực quá lớn, cho dù bọn họ thân mang bạch ngân chiến giáp cũng chỉ miễn, cưỡng ngăn cản. Đại đế vừa ra, các ngươi đều phải chết. Hừ, dám mắt môn đồ đại đế, các ngươi thật to gan lớn mật. Những tù nhân này đều cười lạnh. Kêu la cái gì, có tin cẩu gia giết con tin hay không? Ánh mắt đại hắc cẩu lộ ra hung quang, đám người An Hà Minh sợ tới mức không dám lên tiếng. Cái này gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chỉ cần chân long đại đế vừa đến, đám tôn tép, nhảy nhép này sẽ không nhảy nhót được bao lâu. Tiểu hàng tử, làm sao bây giờ? Tiểu thanh long hỏi khốn kiếp người tới chính là đại đế hầu ca trực tiếp cầm gậy đại đế thì như thế nào cứ đánh một trận thống khoái lăng hàng kinh ngạc hắn cũng không trả lời xèo tốc độ đại đế nhanh cỡ nào chỉ trong nháy mắt đã có thanh long to lớn đuổi theo cũng xuất hiện trên bầu trời long đằng không trung và tỏa ra bá khí vô thượng chân long đại đế đám người an hà minh kích động hô to bị bốn người lăng hàng chà đạp lâu như vậy rốt cục cũng nhìn thấy cứu tinh đại hắc cẩu và tiểu thanh long đều nghe răng hầu ca cầm chặt gậy muốn tiến lên hầu ca lăng hàng vương tay hắn kéo vai hầu ca lại giao cho ta hầu ca nhíu mày trong tình huống bình thường lăng hàng bằng vào đế binh còn có thể đỏ sức vài chiêu với chân long đại đế kiểm hộ bọn họ thoát thân chính mình cũng có thể bỏ chạy nhưng mà Nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, phía sau bọn họ chính là mưa thiên thạch điên, cùng, tiến vào sẽ phải chết. Cho nên, hai chiến ở đây chính là tử chiến. Tử chiến với một vị đại đế, kết quả thế nào? Yên tâm. Lăng Hàn cười dài, hắn chủ động lao ra ngoài, hắn vung nắm đấm tấn công, năng lượng vô tận quấn quanh và hóa thành một quyền như ngọn núi nhỏ, cũng đánh thẳng vào chân Long đại đế. Sau khi có chiến lực chuẩn đế, hắn cũng có thể thoát khỏi trọng lực hạn chế và phi hành lên không trung chân long đại đế hừ lạnh một tiếng hắn vung móng vuốt ngăn cản lăng hàng bành nắm đấm và móng vuốt đụng nhau trên bầu trời tỏa ra hào quang rực rỡ cho dù thánh nhân thì như thế nào bọn họ cảm thấy trước mặt mờ mịt và không thấy gì cả nhưng mà mọi người đều lắc đầu va chạm khí lực cùng đại đế chỉ có người ngốc mới làm thế tự tìm cái chết. Đại hắc cẩu, hầu ca, tiểu thanh long hết sức kinh ngạc, bởi vì lăng hàng không có thức tỉnh đế binh. T. Lăng hàng làm cái gì vậy? Tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ? Đôi mắt đám người đại hắc cẩu sáng lên, a, à, sáng mù mắt cẩu da. Đại hắc cẩu kêu to. Chuyện này làm đám người an hà minh im lặng, ngươi bị thiểu năng hay không nhìn rõ tình hình. Lăng Hàn đang liều mạng với đại đế liều mạng, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Chuyện này đã vượt qua phạm trù của tiện. Trên bầu trời, chùm sáng dần dần ảm đạm. Ánh mắt mọi người nhìn qua, không gian đang rung động. Lăng hàng đứng ngạo nghễ trên không trung, cũng không có hài cốt không còn như mọi người vẫn nghĩ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chính là chân long đại đế, một kích có thể làm thiên băng địa liệt, nếu đặt ở bên ngoài, một kích này có thể hủy một tinh vực. Hiện tại, một kích của đại đế lại không thể giết Lăng Hàn. Trời. Mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, chẳng lẽ gia hỏa này không phải thánh nhân mà là đại đế sao? Đám người hầu ca lại biết rõ, Lăng Hàn cũng không phải là đại đế, mà là chiến lực cấp chuẩn đế. Có thể đánh ngang tay với Chân Long đại đế mà không thua, việc này nói rõ cái gì? hiện tại chân long đại đế cũng chỉ là chuẩn đế vì cái gì có lẽ hắn đã bị sâm la đại đế đánh trọng thương đến nay vẫn chưa khôi phục lại nếu bọn họ biết rõ kỳ thật chân long đại đế đã bị sâm la đại đế giết qua một lần bọn họ có thể đoán được có lẽ chân long đại đế lại bị sống lại nhưng không cách gì tăng lên tu vi đại đế cần từng bước khôi phục lại hiện tại chỉ có thực lực chuẩn đế mà thôi nhưng bất kể nói thế nào tu vi chân long đại đế bây giờ đã không thể nghiền ép lăng hàng lăng hàng mỉm cười giả chân long ngươi còn không hiện chân thân chỉ là thánh nhân có thể nắm giữ chiến lược chuẩn đế đúng là không đơn giản chân long đại đế mở miệng giọng nói vang vọng bác hoang cái gì nghe nói như thế đám người mặt tử vân khiếp sợ đến mức da đầu tê dại thì ra lăng hàng thật sự là thánh nhân nhưng chiến lực đạt tới chuẩn đế. Chờ chút, cấp bậc chuẩn đế thì như thế nào, ở trước mặt đại đế không phải cũng đưa đồ ăn hay sao? Bọn họ đã chấn kinh tới mức ngây người, tại sao bọn họ xem không hiểu. Đúng rồi, có lẽ ngươi là cứu tinh của mấy lão bất tử kia mong đợi. Chân Long đại đế gật đầu. Rất tốt, chỉ cần tiêu diệt ngươi, mấy lão gia hỏa kia sẽ từ bỏ chống cự. Câu nói này không đầu không đuôi đám người mặt tử vân nghe không hiểu, bọn họ như lọt vào sương mù. cái gì lão bất tử, cái gì cứu tinh? nhưng trái tim lăng hàn lại đập mạnh. chân long đại đế nói những lão bất tử, có phải đang nói đám người vô nhai đại đế đấu chiến thánh hoàng hay không? những đại đế này nhiều năm trước tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm cơ duyên trường sinh, mà lăng hàn lại nhận được lời nhắn của vô nhai đại đế nói trong vực sâu nguyên thủy có chiến sự căng thẳng, nhu cầu tiếp viện cấp bách. Cho nên, liên hệ cả hai với nhau. Chân Long Đại Đế nói lời này rất dễ hiểu. 36 thần thú quả nhiên đang đối địch với đám người đấu chiến Thánh Hoàng. Nhưng mà, mâu thuẫn xung đột là gì? Vẫn là trường sinh sao? Cũng không giống, nhiều năm như thế vẫn không hóa đạo, nói rõ tất cả mọi người nhận được biện, pháp trường sinh, vì cái gì còn quyết đấu sinh tử. Lại nói, chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng vì cái gì đám người chân long đại đế lại phân bố ở khu vực bên ngoài đường đường đại đế chỉ dùng thủ thành chẳng phải việc này rất hoang đường sao lăng hàn cảm giác đầu óc hỗn loạn manh mối càng ngày càng nhiều càng chấp vá ra sự thật không hợp thói thường chân long đại đế không hề nói nhảm hắn lập tức vung móng vuốt tấn công móng vuốt lớn như tinh cầu đánh xuống lăng hàn không sợ hắn đã nắm giữ chiến lực chuẩn đế bành hắn xuất quyền ngăn cản chân long đại đế mọi người đều rất tròng mắt ra ngoài lăng hàng kịch chiến đại đế không lâm vào hạ phong mạnh thật sự quá mạnh kẻ này cũng chỉ là thánh nhân bọn họ không dám tin vào mắt của mình tốt ba người hầu ca lớn tiếng khen ngợi lăng hàng bọn họ từng bước nhìn lăng hàng từ nhỏ yếu đi đến cường đại cho dù là hầu ca khi đó nhất thời hưng khởi kết bái với lăng hàng nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới lăng hàng lại có thể biến cường đại như vậy hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế tiểu hàng tử thêm chút sức đêm nay chúng ta nướng thỉ rồng ăn thịt rồng hầm đại hắc cẩu chảy nước miếng ào ào nó sắp được ăn thịt rồng sắc mặt tiểu thanh long tối tăm lão hắc ngươi muốn ăn đòn đúng không lăng hàng cười ha ha tốt đêm nay ăn thịt rồng hắn cường thế tấn công chiêu chiêu bá đạo chân long đại đế bị ép phải chống đỡ chuyện này làm hắn buồn bực đường đường đại đế hắn làm sao chịu nổi bởi vì thời giờ bất lợi đầu tiên là bị sâm la đại đế hành hung lại bị sâm la đại đế đánh nổ thực lực của hắn hiện tại chưa khôi phục lần này càng thê thảm bị một tên thánh nhân dày vò a à, chân long đại đế gầm thét long uy sôi trào hóa thành sóng xung kích kinh khủng nhưng mà sóng xung kích có thể làm gì lăng hàng. Lăng hàng đồng thời vận chuyển năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quan, toàn thân hắn sinh ra sát khí. Hôm nay, hắn muốn giết đế chứng đạo. Cái gì? Chân Long đại đế lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Chỉ là thánh nhân lại có thể nắm giữ đại đạo quan. Chỉ trong nháy mắt hắn tỉnh ngộ. Thì ra ngươi chính là khối sinh mệnh thạch do đám lão gia hỏa ném ra ngoài vào năm đó. Không thể để ngươi sống nữa chân long đại đế ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như sóng và lan ra xa. Nghe được chân long đại đế nói lời này. Lăng hàng nhíu mày suy nghĩ. Sinh mệnh thạch. Hắn đi ra từ trong thần thạch. Hiện tại nghe khẩu khí của chân long đại đế, sinh mệnh thạch chỉ có một khối, sau đó phân thành bảy khối. Tin tưởng, sinh mệnh thạch đã bị huyền thái vũ chiếm được, nhưng huyền thái vũ đại chiến với 12 tuyệt địa chi chủ một trận, sinh mệnh thạch bị đánh nát thành bảy khối, sau đó bay tới các nơi, trong tinh không, diễn sinh ra bảy cái nguyên thế giới. Lăng Hàn đã sớm hoài nghi thần thạch có liên quan tới vực sâu nguyên thủy, nhưng tuyệt đối không. Ngờ rằng lại là đám người vô nhai đại đế ném ra từ vực sâu nguyên thủy. Ngang! Chân Long đại đế vừa công kích vừa gào thét. Lăng Hàn lạnh lùng, hắn biết rõ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quan đáng sợ, hắn đã có thể áp chế, chân long đại đế nhưng mà hắn khó giết được đối thủ trong thời gian ngắn nhưng mà chân long đại đế đã phát ra tín hiệu cầu cứu tin tưởng không lâu sau đó thanh loan đại đế sẽ tới đây thậm chí đám chu yếm đại đế cũng sẽ xuất hiện nếu có thêm vài đại đế ngăn chặn lăng hàn chỉ có con đường chết cho nên lăng hàn lấy ra thanh trúc kiếm và thức tỉnh đế binh chiến lực của hắn tăng lên thật nhanh đồng thời hắn cũng thả ra hỗn độn cực lôi tháp tăng cường phòng ngự của mình, hắn muốn tấn công thần, tốc, lần này, áp lực của chân long đại đế lớn như núi. Hắn như đồng thời đối mặt với một đại đế và một chuẩn đế, hơn nữa chuẩn đế này còn có chuẩn đế, binh hộ thân. Hắn làm sao ngăn cản? Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.